Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 207. Kim Lân sững sờ, bất quá trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Người Kim Lân mới là Kim La nhi tử tốt a, nhưng nhìn mới vừa tình thế, không biết còn tưởng rằng Kim Đằng là cha ngươi nhi tử. Nhưng Kim Lân lại không thể làm gì, ai bảo Kim Đằng làm việc nhường hắn phụ thân Kim La bớt lo đây. Ngược lại là hắn, một mực chọc hắn phụ thân khó chịu, nếu như không phải là bởi vì hắn Kim Lân là ruột thịt, Kim Tu La tộc thiếu chủ vị trí, lại làm sao có thể đến phiên hắn đây. Kim Lân nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Kim Lân, nếu không mang ta tùy tiện dạo chơi, thủ tại chỗ này cũng không có ý gì. Tiêu Phàm nhìn xem không ngừng công kích huyết sắc thạch môn Khương Chấn Long, cảm giác 10 điểm không thú vị. Khương Chấn Long dung chuyển cửa đá lâu như vậy, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là dung chuyển mà thôi, có thể cửa đá chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, liền một đầu khe hở đều không có. Cứ theo đà này, coi như Khương Chấn Long già chết ở chỗ này, cũng đừng hòng chân chính mở ra huyết sắc thạch môn. Cái này, không tốt lắm đâu, Kim Lân yếu ớt nói. Hắn không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ hãi chính là phụ thân hắn. Hiện tại Kim La ngay ở chỗ này, hắn lại thế nào dám rời đi đây? Dù sao hắn cũng mở không ra, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm thanh âm không nhỏ, Kim Đằng nghe được rõ rõ ràng ràng, vẻ mặt tức giận quát lớn, Khương huynh mở không ra, chẳng lẽ ngươi có thể mở ra? Có lẽ vậy, Tiêu Phàm không sợ hãi. Thực sự là buồn cười, ta Kim Tu La tộc vô số tộc nhân, đến 100 vạn năm tính tuế nguyệt đều không người có thể mở ra, người có thể mở ra. Kim Đằng mặt coi thường nói. Người đều nói không có người có thể mở ra, như thế nào lại tin tưởng hắn có thể mở ra đây? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Kim Đằng, người nhà đầu óc có phải bị bệnh hay không, bản thân logic đều có sai lầm, còn muốn quát lớn ta. Tiêu huynh nói đúng. Chẳng lẽ Khương Chấn Long 10 năm mở không ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ 10 năm hay sao? Kim Lân chen lời nói, chẳng biết tại sao, trong lòng cảm giác 10 điểm thoải mái. Kim La trầm tư chốc lát, ngược lại cũng cảm thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lân lời có đạo lý. Kim Tu La tộc bỏ ra vô số tuế nguyệt, đều không người có thể mở ra huyết sắc thạch môn, hơn nữa bọn họ cũng mời không ít ngoại viện, vẫn là không có người có thể làm đến. Khương Chấn Long một cái người ngoại lai, chẳng lẽ còn có thể so với Kim Tu La tộc toàn bộ tộc quần mạnh sao? Huống hồ, Khương Chấn Long mặc dù có thể dung chuyển huyết sắc thạch môn, nhưng là xa xa không tới mở ra cấp độ. Những người khác tán đi, trực thủ tại chỗ này liền có thể. Kim La trầm giọng nói, dứt lời, chính hắn cũng quay người rời đi. Những người khác cũng chậm chậm tán đi, Khương Chấn Long mở ra tốt mấy canh giờ, vẫn như cũ còn dậm chân tại chỗ. Hơn phân nửa cũng vô pháp mở ra. Chờ ta mở ra tổ mộ, muốn toàn bộ các ngươi hối hận. Kim Đằng nghiến răng nghiến lợi nói. Sau một khắc, hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, lại là phát hiện Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, rất có một chút nhìn có chút hả hê ý tứ, cái này khiến Kim Đằng khí không đánh một chỗ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Kim Đằng lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho cười sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Kim Đằng, dường như Kim Đằng mới là hạ phẩm nguyên tôn, mà hắn là chân chính hạ phẩm pháp tôn. Ta Kim Đằng còn chưa tới phiên ngươi đến cười trên nỗi đau của người khác, có bản lĩnh, ngươi đem tổ mộ mở ra a. Kim Đằng hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là nhìn huyết sắc thạch môn một cái, trong lòng đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nếu như mình thật mở ra huyết sắc thạch môn, phải chăng liền muốn tiến vào huyết ma luyện ngục tầng thứ 3 đâu? Hoặc là, huyết sắc thạch môn phía sau cũng không phải là huyết ma luyện ngục tầng thứ 3, mà là huyết u minh đây. Đến lúc đó, bản thân có vào hay không đi? Còn có, mở ra huyết sắc thạch môn người, có thể trở thành Kim Tu La tộc tộc trưởng, nếu như mình không cẩn thận bại lộ thân phận, Kim Tu La tộc hội sẽ không nhận bản thân. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm không biết, hắn lo lắng nhất chính là, Kim Tu La tộc chẳng những không nhận hắn, ngược lại sẽ không chút lưu tình giết hắn. Cái chủng tộc này, thế nhưng là có không ít hạ phẩm pháp tôn, nếu là đối Tiêu Phàm động thủ, Tiêu Phàm thật vẫn khó có thể sống sót. Không dám cũng đừng ở nơi này mù so tài một chút.
Kim Đằng lạnh rên một tiếng, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Kim Lân, ngươi xem ngươi tìm cái gì phế vật. Kim Lân nắm đấm nắm chặt, hắn sở dĩ mang Tiêu Phàm tới nơi này, thứ nhất đúng là cảm tạ Tiêu Phàm lần trước tha cho hắn một mạng tri ân. Thứ hai, thì là muốn cho Tiêu Phàm thử thăm dò mở ra huyết sắc thạch môn, hắn nhưng cho tới bây giờ không đem Tiêu Phàm xem như thông thường hạ phẩm nguyên tôn đối đãi, hạ phẩm nguyên tôn lại làm sao có thể bắt sống hắn đây. Kim Lân thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, cho Tiêu Phàm một cái xin lỗi ánh mắt. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem Kim Đằng, nói ta nếu là có thể mở ra huyết sắc thạch môn đây. Ngươi lại muốn như nào? Mở ra huyết sắc thạch môn. Kim Đằng đám người tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, tất cả đều cười ha hả. Nói đùa cái gì, Kim Tu La tộc đến 100 vạn năm tính tuế nguyệt đều không người có thể mở ra huyết sắc thạch môn, Tiêu Phàm cái này hạ phẩm nguyên tôn nếu như mở ra, vậy bọn hắn chẳng phải là đều sống đến thân chó đi. Ngươi nếu có thể mở ra huyết sắc thạch môn, mở ra tổ mộ, Kim Lân liền có thể trở thành tộc trưởng, đến lúc đó ngươi còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Kim Đằng tà tà cười một tiếng, nói tí tí, nói hình như ngươi thật mở ra giống như. Kim Đằng trong tươi cười, tràn đầy nồng nặc khinh thường. Cái quái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nho nhỏ hạ phẩm nguyên tôn, nơi này tùy ý tìm người đều có thể tiện tay bóp chết ngươi. Thực sự là cuồng vọng, tổ mộ từ xưa đến nay chưa bao giờ mở ra, như thế nào một cái người ngoại lai có thể mở ra? Chính là, mặc dù có một ngày tổ mộ mở ra, cái kia mở ra người, tất nhiên là ta tộc người. Bốn phía một trận trào phúng và khinh thường thanh âm vang lên, tất cả mọi người vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như không phải xem ở Kim Lân mặt mũi, bọn họ đoán chừng đã động thủ. Tiêu Phàm móc móc lỗ tai, tựa như không có nghe được đám người lời nói, quay người chuẩn bị hướng về huyết sắc thạch môn đi đến. Tiêu huynh, Kim Lân vội vàng gọi lại Tiêu Phàm không đi thử nghiệm thì cũng thôi đi, nếu như thử qua không cách nào mở ra, về sau hắn liền không ngóc đầu lên được. Hiển nhiên, Kim Lân cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể mở ra tổ mộ. Dù sao người đều đã tới, thử một chút mà thôi. Dù sao các ngươi tộc nhân cũng không người có thể mở ra, coi như ta không thể mở ra, không phải cũng là bình thường sự tình sao? Tiêu Phàm cười giải thích một câu. Kim Tu La tộc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Phàm đây không phải gián tiếp mắng bọn hắn không dùng sao? Nhưng mà, bọn họ thật vẫn không cách nào phản bác, nếu như môn hữu dụng, Kim Tu La tộc tổ mộ đã sớm mở ra. Khương Trấn Long, chơi chán không? Tiêu Phàm đi đến huyết sắc thạch môn phía trước, lãnh đạm nhìn Khương Trấn Long một cái. Cút ngay cho ta, còn kém một chút xíu liền có thể mở ra, người muốn kiếm tiện nghi. Khương Trấn Long tức giận chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm không có nửa điểm e ngại, ngược lại có chút muốn cười. Người nha, cửa đá liền rung rung mấy lần, liền cái khe hở đều không có, đây chính là trong miệng ngươi thiếu chút nữa thì có thể mở ra. Tiêu Phàm mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có tiếp tục tới gần huyết sắc thạch môn dự định. Khương Trấn Long lại làm sao cũng là hạ phẩm pháp tôn tu vi, thật muốn đánh lén hắn, Tiêu Phàm thật đúng là không phải là đối thủ, đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Khương Trấn Long xung đột chính diện. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm sớm kịp chuẩn bị mà nói, cũng là không sợ Khương Trấn Long, lần trước không liền đem Khương Trấn Long bị hù chạy sao. Không phải ta không nguyện ý, mà là chó của ngươi cản trở ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại đi đến Kim Lân bên người. Khương huynh, nhường hắn thử một chút, ta ngược lại muốn xem một ít xuất khẩu cuồng ngôn người, đến cùng có mấy phần năng lực. Kim Đằng lại không muốn buông tha bất luận cái gì ứng phó Kim Lân cơ hội. Tiêu Phàm là Kim Lân tìm đến người, tìm Tiêu Phàm phiền phức, không khác để Kim Lân xấu mặt. Huống chi, hắn tìm Khương Trấn Long đến, chính là nghĩ đến Khương Trấn Long có thể mở ra tổ mộ. Bây giờ Khương Trấn Long nhường hắn thất vọng, hắn đối Khương Trấn Long thái độ cũng thiếu phía trước tôn trọng. Khương Trấn Long do dự một chút, lau đi mồ hôi trên trán, lui sang một bên, Tiêu Phàm, ngươi nếu mở không ra huyết sắc thạch môn, lại nên làm như thế nào? Ngươi đường đường hạ phẩm pháp tôn đều mở không ra, ta một cái hạ phẩm nguyên tôn mở không ra, không phải rất bình thường sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Khương Trấn Long. Cái này Khương Trấn Long thật đúng là không buông tha bất luận cái gì ứng phó bản thân cơ hội a, có thể tiểu gia sẽ cho ngươi sao? Khương Trấn Long á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút đỏ lên,
bất quá vẫn là mặt dày nói, ngươi nếu có thể mở ra, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá ngươi nếu như mở không ra. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, ta cũng không muốn ngươi dạng này nô tài, lại nói, ta có hay không đánh mở huyết sắc thạch môn, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Nói thật, Tiêu Phàm nội tâm cũng không bất luận cái gì tự tin có thể mở ra huyết sắc thạch môn, tự nhiên là sẽ không theo Khương Chấn Long đi đánh cược. Huống hồ, vô luận hắn có thể hay không mở ra huyết sắc thạch môn, kỳ thật với hắn mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn, đơn giản là hắn xem ở Kim Lân mặt mũi, đi thử một chút mà thôi. Về phần Kim Đằng khích tướng chi ngôn, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng. Khương Chấn Long nắm chặt nắm đấm, gần như muốn bóp ra máu, Tiêu Phàm không mắc câu, hắn nghĩ muốn ở Kim Tu La tộc giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Hừ, Khương Chấn Long lạnh rên một tiếng, bỗng ngẩng đầu nhìn Kim Lân nói, Kim Lân thiếu chủ, lão phu cùng Tiêu Phàm có một ít ân oán cá nhân, hắn nếu như không cách nào mở ra huyết sắc thạch môn, còn mời Kim Tu La tộc người, không nên nhúng tay ta cùng với Tiêu Phàm ở giữa thù riêng. Kim Lân thần sắc đạm mạc, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Chấn Long một cái. Từ Khương Chấn Long đi theo Kim Đằng tiến vào Kim Tu La tộc đến nay, trên người hắn liền nhất định đánh lên Kim Đằng nhãn hiệu, Kim Lân đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, phần lớn người lộ ra khinh thường. Tất cả yên lặng cho ta, chờ chút nếu như mở không ra, một ít người có thể sẽ trách chúng ta quấy rầy rồi hắn. Kim Đằng hai tay đè ép, hí ngược cười nói. Chỉ một thoáng, đám người hô hấp đều trở nên trầm thấp lên, bất quá trên mặt lại như cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Tổ mộ thạch môn, như thế nào yên tĩnh liền có thể mở. Tiêu Phàm cũng khó trịnh trọng, cũng không quan tâm bốn phía tu sĩ ánh mắt khác thường, hắn tâm thần, toàn bộ ngưng tụ ở huyết sắc thạch môn phía trên. Chỉ thấy hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên cửa đá đường vân. Hắn có thể khẳng định là, cửa đá này cùng huyết ma luyện ngục bên trong huyết sắc thạch môn, cơ hồ giống như đúc. Có lẽ có điểm khác nhau, vậy cũng chỉ có phía trên đường vân hơi không giống, chỉ là Tiêu Phàm đã nhớ không rõ lúc trước đường vân. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Thùng thùng, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng ở trên cửa đá gõ mấy lần, sau đó trịnh trọng hỏi, xin hỏi, có ai sao? Phốc, đám người nghe vậy, lại cũng nhịn không được cười lên. Người nha, đây là huyết sắc thạch môn, Kim Tu La tộc tổ mộ cửa vào a. Người thật coi nó là làm một cái thông thường cửa gõ. Huống chi, coi như bên trong thật sự có người, vậy cũng chỉ có người chết, lại làm sao có thể có người trả lời ngươi đây. Đám người tất cả đều như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, dù cho Tiêu Phàm tùy ý công kích một lần cửa đá. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, Kim Tu La tộc biện pháp gì cơ hồ đều thử qua, nhưng duy chỉ có không có người cùng Tiêu Phàm một dạng. Vậy mà đi gõ cửa. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ ngốc, đây là Kim Tu La tộc tổ mộ, ngươi cho rằng là đến thăm a, còn gõ cửa. Khương Chấn Long không chút kiêng kỵ cười nhạo nói. Kim Lân vỗ vỗ cái trán, mặt sạm lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm có thể như vậy đi mở ra huyết sắc thạch môn. Vô luận Tiêu Phàm đổi loại phương pháp gì hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng loại này phương pháp, nói thật, Kim Lân nếu không phải đem Tiêu Phàm xem như khách nhân, hắn đoán chừng đã sớm chủ động cười nhạo. Tốt rồi, xuống đây đi, đừng ở cái kia mất mặt xấu hổ. Kim Đằng khịt mũi coi thường. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị khó xử cười một tiếng Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm cử động, nhưng hắn cảm thấy cùng đồ đần không hai. Mình cùng một cái đồ đần phân cao thấp, không phải vô duyên vô cớ giảm xuống bản thân thân phận sao? Ai, đột nhiên, hư không một tiếng không nhịn được thanh âm vang lên, thật giống như bị người quấy rầy mộng đẹp, sảng khí bắt đầu bộc phát. Ngay sau đó, toàn trường tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trên mặt tất cả mọi người khinh thường cùng vẻ trào phúng, tất cả đều bị chấn kinh chi sắc thay thế, ánh mắt không hẹn mà cùng ngưng tụ ở huyết sắc thạch môn phía trên. Thanh âm mới rồi cũng không nhỏ, ở đây tu sĩ đều nghe rõ ràng, chính là từ huyết sắc thạch môn phương hướng truyền tới. Hơn nữa, thanh âm kia còn hơi có chút khàn khàn, kẹp mang theo vài phần nội ý. Đám người tựa như gặp quỷ sống đồng dạng,
chẳng lẽ cái này huyết sắc thạch môn phía sau, thật sự có người? Ngay cả Tiêu Phàm cũng vô cùng kinh hãi hướng về huyết sắc thạch môn, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ mình vừa rồi nghe lầm? Tiêu Phàm, người đừng lại cái kia giả thần giả quỷ, người cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt đến chúng ta. Khương Chấn Long vẫn như cũ không tin huyết sắc thạch môn phía sau có người. Khẳng định là chính hắn thanh âm, nghĩ gạt ta chúng ta. Chính là, huyết sắc thạch môn lại làm sao cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, thật coi chúng ta ngu si sao. Nha, kém chút bị hắn giật nảy mình, thật là đáng chết. Đám người cũng lấy lại tinh thần đến, lộ ra một bộ sáng tỏ thông suốt dáng vẻ, nhất định là Tiêu Phàm dở trò quỷ. Tiêu Phàm chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng về phía huyết sắc thạch môn hơi hơi cúi đầu nói, tiền bối, vãn bối có nhiều quấy dày, không biết có thể mở ra hay không một lần cửa đá. Quấy dày lão tử đi ngủ, còn muốn để cho ta mở cửa cho ngươi. Cái kia khàn khàn mà mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trước đó câu nói kia có phải hay không Tiêu Phàm dở trò quỷ, đám người không thể nào biết được. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người mắt không chấp hướng về Tiêu Phàm, hắn là không thể nào trước mặt nhiều người như vậy phát ra một thanh âm khác. Giải thích duy nhất chính là, huyết sắc thạch môn hậu phương, thật sự có người. Tiền bối, vãn bối Khương gia Khương Chấn Long, còn mời tiền bối có thể cho vãn bối một điểm tình mọn, mở ra cửa đá. Khương Chấn Long thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính bái nói. Khương Chấn Long thân thể cong thành 90 độ, vẻ mặt mong đợi chờ đợi huyết sắc thạch môn hậu phương thanh âm. Hắn thấy, bản thân dù sao cũng là thiên hoang tam đại thế tộc Khương gia hậu duệ, đối phương lại làm sao cũng phải cho Khương gia một điểm mặt mũi a. Tiêu Phàm mặc dù đem cửa đá người phía sau đánh thức, nhưng là đối phương cũng cự tuyệt mở ra cửa đá. Hiện tại hắn tiến lên, nếu để cho đối phương đem huyết sắc thạch môn mở ra, công lao này chẳng phải là lại rơi ở trên người hắn. Không thể không nói, Khương Chấn Long đầu chuyển rất nhanh, cũng rất âm hiểm. Lan, nhưng mà, chờ đợi hắn lại là gầm lên một tiếng, trong giọng nói thậm chí còn mang theo sát khí nồng nặc. Khí thế cường đại trực tiếp đem Khương Chấn Long đánh bay mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt ửng hồng, ngũ tạng lục phủ càng là bốc lên không thôi. Một màn này, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Ngay sau đó, trên mặt bị chấn kinh thay thế. Phải biết, Khương Chấn Long thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn A, toàn bộ Kim Tu La tộc có thể làm bị thương hắn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối phương một câu liền có thể chấn thương Khương Chấn Long, dạng này thực lực, lại phải làm sao cường đại. Khương Chấn Long vẻ mặt khó coi, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai mắt đỏ bừng hết sức. Hắn không biết là, đối phương căn bản không biết Khương gia, như thế nào lại cho Khương gia mặt mũi đây. Huống hồ, hắn vừa rồi thi triển đại xuất bia thủ công kích huyết sắc thạch môn, làm cho đối phương cũng không tốt qua, chỉ là đối phương không thèm để ý hắn mà thôi. Hiện tại, hắn lại còn làm cho đối phương xem ở Khương gia mặt mũi mở ra cửa đá, đối phương không giận mới là lạ chứ. Tiền bối, vãn bối Kim Tu là tộc tử đệ, tộc nhân ta mấy trăm vạn năm vì mở ra tổ mộ hy sinh to lớn, còn mời tiền bối xem ở tộc ta bỏ ra mấy trăm vạn năm gian khổ và tâm huyết phân thượng, mở ra tổ mộ cửa vào. Kim Đằng không để ý đến bị thương Khương Chấn Long, mà là phù phù một tiếng quỳ gối huyết sắc thạch môn trước mặt, đầu dạp xuống đất. Khóc lóc kể lể lấy bái nói. Kim Lân thấy thế, trên mặt lộ ra lo lắng. Nếu như đối phương hiện tại mở ra huyết sắc thạch môn, công lao này tất nhiên xem như Kim Đằng A. Hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ, Khương Chấn Long cũng tốt, Kim Đằng cũng được, đều không phải mặt hàng nào tốt. Vừa rồi các ngươi không phải nhận định Tiêu Phàm không cách nào mở ra huyết sắc thạch môn sao, hiện tại Tiêu Phàm đem đối phương đánh thức, các ngươi liền muốn cướp đoạt công lao. Liền khi Kim Lân cũng chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên trong giọng nói lạnh lùng truyền đến, để Kim Lân đột nhiên ngừng lại thân hình. Các ngươi Kim Tu La tộc chẳng qua là thủ mộ nô mà thôi, lại biển thủ, không trừng phạt đám các ngươi thì cũng thôi đi, còn muốn kêu ta cho các ngươi mở ra tổ mộ. Một đạo mang theo sát khí thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại hư không, Kim Tu La tộc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt dọa đến vô cùng nhợt nhạt. Kim Đằng càng là cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Liền lưng đều không thẳng lên được, đầu gắt gao sát mặt đất. Hắn nghĩ cướp đoạt công lao,
có thể kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Làm sao bây giờ, Kim Đằng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy, đối phương tán phát cỗ khí thế kia, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nếu như đối phương muốn giết hắn, bản thân há không phải là chết chắc. Chuyện gì xảy ra, cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lại là Kim La đi mà quay lại, sau lưng của hắn tốt xấu mang theo một đám Kim Tu La tộc cường giả. Kim Lân nhìn thấy Kim La đến, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tiền bối, vãn bối không có biển thủ, chỉ là tộc trưởng nói tộc ta tiên tổ di huấn, có thể mở ra tổ mộ người, có thể làm Kim Tu La tộc tộc trưởng. Kim Đằng vội vàng đem chịu tội chuyển tới Kim La trên người, tiếp tục nói, hiện tại vãn bối mới biết được, Kim La tâm hắn đáng chết, không xứng là ta Kim Tu La tộc tộc trưởng. Không thể không nói, Kim Đằng đầu chuyển không phải bình thường nhanh, hắn không chỉ có đem tất cả chịu tội thêm đến Kim La trên người, hơn nữa còn muốn mượn huyết sắc thạch môn sau lưng cường giả về sau diệt trừ Kim La. Đến lúc đó Kim La vừa chết, Kim Tu La tộc không thấy tộc trưởng, tự nhiên là rắn mất đầu. Mà Kim Lân, thân làm Kim La nhi tử, Kim Tu La tộc thiếu tộc trưởng, khẳng định cũng sẽ gặp huyết sắc thạch môn phía sau cường giả xử trí, không chết cũng tàn phế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kể từ đó, Kim Tu La tộc chức tộc trưởng, hoàn toàn không phải hắn Kim Đằng không ai có thể hơn a. Kim La cau mày, hắn mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kim Đằng lời nói, hình như là đang hại hắn. Kim Đằng, ngươi đánh giám. Kim Lân tức giận quát lớn, nói, ngươi trăm cay nghìn đắng nghĩ đến mở ra tổ mộ, trở thành tộc ta tộc trưởng, bây giờ lại nghĩ rũ sạch tất cả liên quan. Ngươi hỏi một chút ở đây, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Kim Đằng lạnh lùng cười một tiếng, hắn dư quang lại đang quan sát huyết sắc thạch môn, tựa như nghĩ đến, huyết sắc thạch môn sau lưng sinh linh đến cùng có thể không thể đi ra. Mặt khác Kim Tu La tộc tu sĩ trầm mặc không nói, bọn họ dĩ nhiên e ngại huyết sắc thạch môn sau lưng sinh linh, nhưng càng thêm kiêng kỵ Kim La thực lực. Kim Lân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kim La biết được có người sắp mở ra huyết sắc thạch môn, vội vàng chạy đến, bây giờ còn chưa biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Kim Lân vội vàng cho Kim La truyền âm giải thích một phen, Kim La không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem huyết sắc thạch môn, lại sâu sắc quét Tiêu Phàm một cái. Các ngươi ân oán cùng lão tử không quan hệ, bất quá lão tử khuyên các ngươi một câu, đừng quấy rầy lão tử đi ngủ, bằng không đừng trách ta nổi giận. Không đợi Kim La mở miệng, huyết sắc thạch môn phía sau lại truyền tới cái kia thanh âm khàn khàn, chỉ là lần này muốn bá khí rất nhiều. Kim La cau mày, hắn còn chưa từng nghe nói qua, huyết sắc thạch môn biết nói chuyện a. Ha ha, Tiêu Phàm, người cũng vô pháp mở ra huyết sắc thạch môn, hiện tại, vừa vặn giải quyết một cái chúng ta ân oán cá nhân. Khương Chấn Long đột nhiên cười lớn một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm một bên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy nhận một đạo sắc bén khí tức đập vào mặt, hắn cực tốc hướng về một bên tránh đi, có thể Khương Chấn Long cố ý đánh lén, hắn lại làm sao có thể tùy tiện trốn được đây. Hắn không chút do dự thôi động vô thượng kim thân đệ nhị đoán, một kích toàn lực đánh phía Khương Chấn Long. Oanh, một tiếng nổ vang, quyền cương chạm vào nhau ở giữa, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược, trong miệng càng là phun ra mấy ngụm máu tươi. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, Tiêu Phàm phun ra máu tươi hóa thành huyết vụ, vừa lúc rơi vào huyết sắc thạch môn phía trên. Tiêu Phàm, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Khương Chấn Long cười như điên một tiếng, chuẩn bị thừa cơ giết Tiêu Phàm. Lan, nhưng mà, không đợi hắn động thủ, bên cạnh huyết sắc thạch môn bên trong, bỗng truyền đến một tiếng quát như sấm, so sánh mới vừa khí thế, không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phốc suy một tiếng, Khương Chấn Long phun ra mấy ngụm máu tươi, ngực thật giống như bị một ngôi sao đụng đồng dạng, gãy vô số xương sườn, thân thể trọng trọng nện ở số bên ngoài trăm trượng. Cái này, đám người vẻ mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng huyết sắc thạch môn sau lưng tồn tại, vậy mà lại xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, sau một khắc, để đám người càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy huyết sắc thạch môn phía trên, cái kia rậm rạp chằng chịt đường vân, ở sáp nhập vào Tiêu Phàm máu tươi về sau, đột nhiên tựa như sống lại, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế ngút trời từ huyết sắc thạch môn bên trên bộc phát ra,
huyết sắc thạch môn ầm ầm mà động, như có cái gì khủng bố tồn tại muốn từ bên trong đi tới. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm huyết sắc thạch môn. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem huyết sắc thạch môn, hắn không biết huyết sắc thạch môn bên trong tồn tại vì sao sẽ cứu mình. Nhưng là, cái này hơn phân nửa cùng máu của hắn có quan hệ. Chính là máu của hắn, khởi động huyết sắc thạch môn. Nói trở lại, trước mắt huyết sắc thạch môn, có vẻ như cùng huyết ma luyện ngục bên trong huyết sắc thạch môn lại có một số khác biệt. Huyết ma luyện ngục bên trong huyết sắc thạch môn, liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân thân phận, hơn nữa ngăn cản mình tiến vào huyết ma luyện ngục tầng thứ ba, nhưng trước mắt huyết sắc thạch môn lại không có thể nhận ra hắn. Ầm ầm, huyết sắc thạch môn run rẩy dữ dội, liền tựa như một cái hư không chi môn một dạng chậm rãi mở ra, cửa đá cùng hư không xuất hiện một đạo khe hở. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức kinh khủng từ liệt phùng bên trong đập vào mặt, cuồn cuộn huyết sắc sợi tơ mãnh liệt cuộn trào ra, chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Khương Chấn Long bị huyết sắc sợi tơ xuyên thủng về sau, thân thể máu tươi dâng trào, đầu vai càng là có khối lớn huyết nhục bị cắt đứt mà xuống, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Cái này khiến đám người 10 điểm không hiểu, vì sao những người khác không có việc gì, chỉ có Khương Chấn Long như thế đây. Khương Chấn Long có thể không lo được nhiều như vậy, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy đi, không thể không nói, hắn tốc độ rất nhanh, mặc dù huyết sắc sợi tơ tốc độ cũng không chậm, nhưng tạm thời mà nói căn bản không tổn thương được hắn. Bất quá, nếu như Khương Chấn Long không cách nào đào thoát mảnh không gian này, vậy coi như không nhất định. Chuyện gì xảy ra, đám người không hiểu, mọi người không phải cái rắm sự tình đều không có sao, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ chỉ nhằm vào không phải tộc nhân ta? Có người hồ nghi, bọn họ Kim Tu La tộc người không có việc gì, huyết sắc sợi tơ cũng không nhằm vào bọn họ, lại chỉ nhằm vào Khương Chấn Long, cái này khiến bọn họ không thể không như vậy suy đoán. Vậy người này đây, có người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đúng vậy a, nếu như này huyết sắc sợi tơ chỉ nhằm vào không phải Kim Tu La tộc người, cái kia Tiêu Phàm lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao biết? Tiêu Phàm cũng là Tu La tộc, huyết sắc sợi tơ đương nhiên sẽ không nhằm vào hắn. Ha ha, là ta mở ra tổ mộ. Đột nhiên, Kim Đằng cười như điên, từ giờ trở đi, ta là Kim Tu La tộc tộc trưởng. Kích động Kim Đằng, đã hoàn toàn quên huyết sắc thạch môn phía sau sinh linh cảnh cáo, bọn họ chỉ là thủ mộ nô mà thôi, không có mở ra tổ mộ quyền lực. Nếu như mở ra, cái này không khác nào biển thủ. Chỉ là, nói ra câu nói này về sau, Kim Đằng liền hối hận, hắn cảm nhận được Kim La sát ý lạnh như băng. Kim La coi trọng hắn, đó là bởi vì hắn làm việc để Kim La yên tâm, có thể cũng không nghĩ tới đem chức tộc trưởng cho hắn. Hơn nữa, huyết sắc thạch môn bên trong, cũng đồng dạng có một cỗ hung mãnh lực lượng tập trung vào hắn, hắn thân thể đều có chút đứng không vững, hai chân run rẩy không ngừng. Phốc, mấy tức về sau, Kim Đằng lại cũng chịu đựng không nổi. Trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng, hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đỏ bừng hai mắt nhìn xem Kim La. Ngu xuẩn, Tiêu Phàm không khỏi nhìn không được liếc Kim Đằng một cái. Gia hỏa này không phải ngu xuẩn lại là cái gì, biết rõ huyết sắc thạch môn sau lưng tồn tại mạnh mẽ như vậy, còn dám chọc giận đối phương, đây quả thực là hành động tìm chết a. Coi như huyết sắc thạch môn sau lưng sinh linh sẽ bỏ qua hắn, Kim La cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người tới, quả nhiên, chỉ thấy Kim La bỗng một tiếng quát như sấm, căm tức nhìn Kim Đằng nói, đem cái này biển thủ ra hỏa bắt lại, phế bỏ tu vi. Kim La, người hèn hạ, Kim Đằng tức giận gào thét. Hắn giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy, nơi nào còn có năng lực phản kháng, hai cái hạ phẩm pháp tôn cảnh Kim Tu La tộc tiến lên, trực tiếp phế bỏ hắn nguyên tuyền, vỡ nát hắn kinh mạch. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Hạ phẩm pháp tôn Kim Đằng liền từ trên trời rơi vào địa ngục, biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng phế vật. Tiền bối, là Kim La nói muốn chúng ta mở ra tổ mộ. Kim Đằng nhìn thấy nhe răng cười Kim La, trong lòng một ngụm nộ khí không cách nào phát tiết, dứt khoát không đếm xỉa đến. Ngươi muốn ta chết, thế nhưng đừng nghĩ ta để ngươi dễ chịu. Phốc phốc, nhưng mà, lời còn chưa dứt, Kim La đột nhiên tiến lên, bóp Kim Đằng cổ. Sau đó tiện tay bóp,
kim đằng trực tiếp biến thành một đám mưa máu. Cuối cùng ác độc lời nói, còn chưa kịp nói ra. Tiền bối, kim đằng nói năng bậy bạ, ta kim tu la tộc thời đại thủ hộ tổ mộ, chưa bao giờ có ý khác. Kim la mặt không đỏ tim không đập nói. Hắn nội tâm thì là giận mắng không thôi, hắn cũng không biết mình kim tu la tộc chỉ là thủ mộ Noah, tổ huấn nói mở ra tổ mộ liền có thể trở thành tộc trưởng, hắn cũng là một mực tin tưởng. Còn tốt bản thân không có năng lực mở ra, bằng không mà nói, xui xẻo chính là hắn. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Kim La một cái, trong lòng có chút may mắn bản thân không có bại lộ bất luận cái gì thân phận tin tức, bằng không, lấy Kim La ngoan độc, hắn đoán chừng cũng không sống nổi. Nghĩ đến bản thân vừa mới nhìn thấy Kim La cùng Kim Đằng một bộ từ phụ hiếu tử bộ dáng, Tiêu Phàm nội tâm một trận thổn thức, bản thân vậy mà kém chút đều bị bọn họ lừa gạt đến. Quỳ, đang lúc Kim La cho rằng tránh thoát một kiếp thời điểm, cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, bất quá trở nên hết sức bá đạo cùng lạnh lùng. Kim La trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, hắn đang do dự, rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ. Phải biết, hắn dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn, hơn nữa còn là tộc trưởng, lại làm sao có thể một điểm ngạo khí cũng không có chứ. Hiện tại, một cái liền thấy đều chưa thấy qua người nhường hắn quỳ xuống, hắn nếu như trực tiếp quỳ xuống, đó cũng không phải là hắn Kim La. Lời giống vậy, ta không lại nói lần thứ hai. Ai ngờ, đối phương căn bản không có buông tha Kim La dự định. Kim La sắc mặt khó coi hết sức, khẽ cắn môi trầm giọng nói, mở ra tổ mộ chính là Kim Đằng, cùng ta có liên can gì? Ngươi phải cùng ta giảng đạo lý. Đối phương cười lạnh không thôi, trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nô tài có cùng chủ tử giảng đạo lý tư cách sao? Nói xong, một cỗ khí thế ngút trời từ huyết sắc thạch môn bên trong bộc phát ra, đám người chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp xuống rồi một dạng. Vô cùng vô tận huyết sắc sợi tơ đột nhiên cuốn về phía Kim La sắc mặt đại biến, cực tốc hướng phía sau thối lui, nhưng mà, huyết sắc kia sợi tơ lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, hắn nghĩ trốn đều trốn không thoát. Vẻn vẹn một hơi không đến thời gian. Hắn thân thể liền bị vô số huyết sắc sợi tơ xuyên qua, máu tươi vẩy ra, thân thể càng là đã mất đi quyền khống chế. Sau một khắc, làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Kim La giống như phơi quần áo đồng dạng, bị huyết sắc sợi tơ chống lên, giang hai cánh tay treo ở hư không, trên người khắp nơi đều là máu tươi, thảm liệt hết sức. Cha, Kim Lân thấy thế, muốn xuất thủ cứu giúp, lại bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn cản. Khẽ lắc đầu. Đối phương là nhân vật gì, bọn họ đều không biết rõ ràng, hiện tại tùy tiện tiến lên, ai ngờ lại là hậu quả gì. Quỳ, bên trong lần nữa truyền đến một đạo thanh âm bá đạo, hư không Kim La thân thể không nghe sai khiến, trọng trọng quỳ rạp dưới đất. Mặt khác Kim Tu La tộc tu sĩ, tất cả đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, nơi nào còn dám đứng đấy, giống như phía dưới như sủi cảo, nguyên một đám cung kính quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ có Tiêu Phàm một người còn đứng đấy. Tiêu Phàm, nhanh quỳ xuống. Kim Lân nhìn thấy Tiêu Phàm còn đứng, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Đối phương cường thế, bọn họ đều gặp, đây chính là động một chút lại sẽ chết người đấy a, Kim La chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng mà, Tiêu Phàm chẳng những không có quỳ xuống, ngược lại tò mò đánh giá huyết sắc thạch môn, hắn nội tâm cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có tiếp nhận bất luận cái gì áp lực. Cái kia huyết sắc ti tuyến, đối với hắn mà nói tựa như hoàn toàn không tồn tại. Thở sâu, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về huyết sắc thạch môn đi đến, một màn này, nhưng làm Kim Lân dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm, không nên tới gần. Kim Lân rất rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, nhiều nhất mạnh hơn hắn một chút mà thôi, ở đâu là huyết sắc thạch môn chúng cái kia sinh linh đối thủ. Hắn chẳng những không quỳ xuống, hơn nữa còn tới gần cửa đá. Đây quả thực là đang gây hấn với đối phương kiên nhẫn. Đối phương một khi nổi giận, phất tay cũng có thể diệt hắn. Lúc này, huyết sắc thạch môn đã chậm rãi mở ra, dẫn vào mi mắt là vô cùng vô tận huyết sắc ti tuyến, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Hơn nữa, lấy huyết sắc thạch môn làm trung tâm, chung quanh tạo thành một cái huyết sắc tuyển qua, vô cùng vô tận huyết sắc ti tuyến lấp lóe, dị thường thiểm nhãn. Tiêu Phàm thở sâu. Đi tới huyết sắc thạch môn phía trước, chậm rãi xòe bàn tay ra. Quỷ dị chính là, huyết sắc ti tuyến dường như làm hắn không tồn tại,
trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Tiến đến, chỉ chốc lát sau, huyết sắc thạch môn bên trong lần nữa truyền đến cái kia thanh âm khàn khàn. Tiêu Phàm run lên bần bật, thanh âm kia liền tựa như ở hắn bên tai vang lên, mang theo một loại không cách nào phủ định cùng cự tuyệt uy nghiêm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết bắt đầu sôi trào lên, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có một loại cảm giác, đối phương vốn là đang chờ lấy hắn. Thở sâu, Tiêu Phàm một bước bước vào trong đó. Không muốn, Kim Lân kêu to, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm đã không thấy thân ảnh. Mặt khác Kim Tu La tộc tu sĩ tất cả đều kinh ngạc không thôi, bọn họ hoàn toàn nghĩ không hiểu, vì sao một cái kẻ ngoại lai không chịu đến huyết sắc ti tuyến công kích, mà bọn họ cái này bảo vệ tổ mộ ngàn năm người, lại tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Oanh một tiếng, cửa đá bỗng nhiên đóng lại, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng mọi người cố kia áp lực biến mất không thấy gì nữa, có thể trong lúc nhất thời, quả thực là không có người nào dám đứng dậy. Đối phương cường đại đã xâm nhập lòng người, liền trung phẩm pháp tôn cảnh Kim La cũng không là đối thủ, bọn họ lại còn dám ngỗ nghịch đối phương ý tứ. Kim Lân, người kia là ai? Chỉ chốc lát sau, Kim La lấy lại tinh thần đến, con người băng lãnh hướng về Kim Lân, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn gọi Tiêu Phàm, từ thái cổ thần giới. Kim Lân không có giấu giếm Tiêu Phàm thân phận, về phần càng nhiều tin tức hơn, chính hắn cũng không biết. Kẻ ngoại lai sao, Kim La ngâm khẽ một tiếng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trên người hắn rõ ràng có được Tu La tộc huyết mạch khí tức, hiển nhiên chính là Tu La tộc người, muốn đoạt lấy ta Kim Tu La tộc đồ vật, còn phải nhìn ta có hay không cho phép. Phía sau câu nói kia, Kim La cũng không nói ra miệng, bất quá trong lòng hắn, Tiêu Phàm đã là kẻ chắc chắn phải chết. Kim Tu La tộc bảo vệ vô số tuế nguyệt đồ vật. Hắn lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện để một cái kẻ ngoại lai lấy được đây? Tất cả mọi người rời khỏi nơi đây. Kim La híp híp hai mắt, trong lòng bắt đầu kế hoạch. Chỉ cần Tiêu Phàm từ nơi này đi ra, liền không khả năng đào thoát hắn khống chế. Về phần huyết sắc thạch môn sau lưng tồn tại, chỉ cần cửa đá đóng lại, hắn liền không sợ hãi. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn tiến vào huyết sắc thạch môn. Liền xuất hiện ở một chỗ liên đường phía trên, liên đường bên trong nở rộ lấy liên hoa, thanh hương trận trận, khắp nơi yên tĩnh im ắng, an vô cùng yên tĩnh. Từng tầng hơi nước bốc hơi, tràn ngập ở liên đường phía trên, cho liên đường tăng lên mấy phần mông lung cảm giác. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, Tiêu Phàm lờ mờ thấy được một bóng người, đó là một cái bạch bào nam tử, ngồi ngay ngắn ở một diệp hà hoa phía trên, dường như cùng bốn phía hòa làm một thể. Tiêu Phàm không có thấy rõ ràng bạch bào nam tử bộ dáng, khuôn mặt bị một tầng hơi nước che chắn, hắn đành phải khom người nói, vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Bạch bào nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía hơi nước chậm rãi tràn ngập mà ra, lộ ra một tấm tuấn giật mà kiên nghị khuôn mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm, không có chút nào khói lửa. Bất quá, Tiêu Phàm không có chú ý những cái này. Mà là nhìn chằm chặp bạch bào nam tử, trên mặt lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Sư tôn, Tiêu Phàm run rẩy mở miệng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể làm cho Tiêu Phàm xưng là sư tôn, trong thiên hạ cũng chỉ có một người, kia liền là thần vô tận. Lần trước từ hoa vạn giới trong miệng biết được, thần vô tận khả năng còn sống tin tức, Tiêu Phàm liền hết sức kinh ngạc, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà ở đây bên trong nhìn thấy thần vô tận. Không đúng, nơi này là vạn cổ hung phần, hoang cổ về sau liền từ chưa mở ra, sư tôn không có khả năng xuất hiện ở đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thần vô tận có lẽ còn sống, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở vạn cổ hung phần. Thế nhưng là, cái này cũng không giống như là ảo giác a. Sư tôn. Bạch bào nam tử cũng hơi hơi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ta không phải ngươi sư tôn, ta chỉ là ở nơi này chờ một người. Ngươi đợi ai? Tiêu Phàm thấy đối phương không có thừa nhận, không khỏi hỏi. Đồng thời, trong đầu hắn lại là nhớ tới một loại khả năng, thần vô tận hồn hóa ngàn vạn, khả năng này chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Vậy cũng không đúng, coi như hồn hóa ngàn vạn. Thần vô tận linh hồn phân thân cũng không khả năng xuất hiện ở phong cấm đến 100 vạn năm tính vạn cổ hung phần. Tiêu Phàm rất ngạc nhiên,
đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lớn lên cùng Thần Vô Tận như vậy tương tự. Ngươi, bạch bào nam tử nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Ta, Tiêu Phàm kinh dị. Chỉ có ngươi huyết, có thể mở ra tế thiên chi môn, hiện tại ngươi tiến vào, tự nhiên là ngươi. Bạch bào nam tử thanh âm không còn khàn khàn, dường như có một tia giải thoát. Chỉ một thoáng, hắn lấy tay vung lên, phía dưới liên đường bỗng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản ao nước trong suốt, bỗng biến thành huyết dịch đỏ thắm. Bốn phía sương mù trắng xóa, cũng biến thành huyết sắc mây mù, 10 điểm huyết tinh. Chỉ có bạch bào nam tử vẫn như cũ như lúc ban đầu, một bộ bạch bào, tuấn giật phi phàm. Ở hắn là bàn tay, xuất hiện một đoàn hoàng kim lòe lòe hạt cát, lấy tay dương lên, chỉ một thoáng, hình thành một đầu màu hoàng kim trường hà, cuồn cuộn hoàng kim lưu xa phun trào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chung quanh thời không đều phát sinh biến hóa, dường như trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đây là thời không chi hà. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhưng là được chứng kiến thời không chi hà khủng bố, một khi tố hồi thời không, nhưng là sẽ tu vi ngã xuống. Tiêu Phàm thở sâu, hồi tưởng lại vừa rồi bạch bào nam tử dương ra cái kia một nắm cát, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Một nắm cát liền có thể triệu hồi ra thời không chi hà, cái này hạt cát danh tự đã không cần nói cũng biết. Thời không tinh xa, Tiêu Phàm trầm thấp phun ra mấy chữ. Không sai, đây là thời không tinh xa, triệu hoán chính là thời không chi hà nhánh sông, có thể đưa ngươi một lần tiến về đi qua cơ hội, người nghĩ tiến về thời gian như vậy tiết điểm. Bạch bào nam tử khẽ mỉm cười nói. Trở lại quá khứ, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem bạch bào nam tử. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, dù cho tà thần tinh thông thời không chi lực, hiện lại cũng không dám tùy tiện trở lại quá khứ a. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể tự vượt qua thời không, mà không thể mang theo người khác. Trước mắt bạch bào nam tử lại có thể tiễn hắn người trở lại quá khứ, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Không sai, trở lại quá khứ. Bạch bào nam tử khẳng định gật đầu. Cho dù ta trở lại quá khứ lại như thế nào, không có khả năng tham dự chuyện đã qua, cũng chưa chắc có thể biết được ta muốn bí mật. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đã từng, không chỉ một lần hai lần tưởng tượng lấy mình có thể vượt qua thời không, trở lại viễn cổ, hoang cổ, thậm chí thái cổ nhìn xem, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tà thần lại nói cho hắn, trong lịch sử muốn làm ra cải biến, đều muốn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tiêu Phàm không biết tà thần lúc trước đến cùng cải biến cái gì lịch sử, nhưng là hắn biết rõ, nếu như tà thần không có thay đổi lịch sử, lấy hắn hiện tại tu vi, tuyệt đối sẽ không như thế giả nua. Hắn có lẽ cứu tà vũ, để tà vũ sống tiếp, nhưng hắn bản thân cũng tuyệt đối bỏ ra tà vũ sống đến bây giờ gấp 10 lần tuổi thọ. Thời không chi lực huyền diệu nhất, người bình thường tố hồi thời không, xác thực không thể thay đổi lịch sử, nhưng là... Bạch bào nam tử công nhận Tiêu Phàm lời nói. Nhưng mà cuối cùng đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ngươi khả năng có được cải biến lịch sử cơ hội cũng khó nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở ngươi năng lực bên trong. Ta có thể cải biến lịch sử. Tiêu Phàm càng thêm không bình tĩnh, hắn còn cho rằng mình nghe lầm, thở sâu, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Thần Vô Tận. Bạch bào nam tử thản nhiên nói. Thần Vô Tận, Tiêu Phàm ngạc nhiên. Thần Vô Tận không chính là sư tôn của mình sao, nhưng vì sao hắn không biết mình đây? Ngươi không phải bản tôn. Tiêu Phàm híp hai mắt, nghĩ tới một loại khả năng. Ta chỉ biết rõ ta tồn tại, là ở chỗ này chờ ngươi, đem một vài thứ trả lại cho ngươi, bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Bạch bào nam tử Thần Vô Tận có chút mê mang, khi nghĩ đến sứ mạng của mình lúc, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói. Về phần ngươi có nguyện ý hay không bước vào thời không chi hà, là chuyện của mình ngươi, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, ngươi có lẽ có thể thay đổi lịch sử, nhưng ngươi cũng sẽ gặp thời không chi lực công kích. Nói xong, Thần Vô Tận thân ảnh đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán trên không trung, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Ngay sau đó, phía dưới liên đường cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, liên hoa đều biến mất hết không gặp, thay vào đó là từng đoàn đỏ thắm thần huyết. Thần huyết, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, đây chính là Thần Vô Tận lưu cho mình đồ vật sao. Hiện tại hắn tu luyện đến Tu La lục biến, khoảng cách Tu La thất biến yêu cầu thần huyết còn rất dài khoảng cách, mà bây giờ,
vậy mà có nhiều như vậy thần huyết bày ở trước mắt mình. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cái này huyết liên đường bên trong thần huyết, nhiều đến 20003000 loại, mình nếu là hấp thu, đừng nói tu luyện tu la thất biến, chính là tu la bát biến đều có thể hoàn thành. Chỉ là Tiêu Phàm do dự là, thần vô tận lưu lại nơi này, vô duyên vô cớ đưa tặng bản thân nhiều như vậy thần huyết, còn có thời không tinh xa, luôn luôn nhường hắn cảm thấy quá kỳ hoặc. Bất quá bây giờ hắn có thể khẳng định một chút là được, thần vô tận không chỉ có giống như hoa vạn giới nói tới chỉ là sống vài chục vạn năm, hắn tồn tại tuế nguyệt, xa so với chính mình tưởng tượng muốn xa xôi. Mấy trăm vạn năm, thậm chí tiến lên vạn năm đều có khả năng. Đến cùng có hay không luyện hóa, phía dưới một cái ao thần huyết, Tiêu Phàm lâm vào xoắn suýt. Hắn hóa thân ở chỗ này chờ ta vô số tuế nguyệt, không hẳn là vì hại ta, bằng không mà nói, hắn lúc trước căn bản không cần thiết giao cho mình vô tận chiến điển. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chỉ là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, thần vô tận lúc trước lấy được vô tận chiến điển qua, đoán chừng cũng là chính hắn nói bừa mà thôi. Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, thần vô tận đến cùng ở đâu, hắn đang mưu đồ cái gì? Hắn muốn đem thứ gì còn cho mình? Thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ táng lấy quá nhiều bí mật, bằng vào ta đi thăm dò, ai biết năm nào tháng nào, có lẽ, đây cũng là một đạo đường tắt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ngay sau đó, hắn khẽ cắn môi, thả người nhảy vào huyết trì. Cùng lúc đó, nghịch loạn chi đồng xuất hiện, vô tận chiến điển tự động vận chuyển, Tiêu Phàm nhanh chóng dung hợp trong huyết trì thần huyết. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, thần huyết bên trong vậy mà ẩn chứa bàng bạc nguyên lực, theo thần huyết nhập thể, hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ, ta tu vi có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Tiêu Phàm dĩ nhiên lo lắng thần vô tận tính toán, nhưng tiến nhập nơi này, kỳ thật đã mất đi lựa chọn quyền lực. Thần vô tận hóa thân biến mất phía trước, mặc dù nói mặc cho hắn chính mình phải chăng nguyện ý, nói trắng ra là, hắn không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Bởi vì hắn căn bản cũng không có rời đi mảnh không gian này phương pháp, chỉ có hấp thu thần huyết, tiến vào thời không chi hà nhánh sông, mới có thể rời đi nơi đây. Theo thời gian trôi qua, trong huyết chỉ thần huyết số lượng nhanh chóng giảm bớt, vô tận chiến huyết dung hợp thần huyết số lượng không ngừng gia tăng. Rất nhanh, Tiêu Phàm thần huyết chủng loại liền bước qua 7777 khảm, mà lại còn đang gia tăng. Cho dù hiện tại đình chỉ dung hợp, Tiêu Phàm cũng có thể tu luyện tu la đệ thất biến, hắn vô thượng kim thân ít nhất có thể đủ có thể so với đệ tam đoán, thậm chí càng mạnh. Sát lục bản nguyên chi lực vậy mà đột phá 1 vạn nguyên, đạt đến 1 vạn 2000 nguyên, kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng có tăng lên, đạt đến 1 vạn 5000 nguyên, ngược lại là thời không bản nguyên chi lực khó khăn lắm đột phá 8000 nguyên. Tiêu Phàm rất hài lòng trạng thái bản thân. Chỉ là hắn không biết 3 loại bản nguyên chi lực cần đạt tới loại cảnh giới nào mới có thể đột phá trung phẩm nguyên tôn, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường hạ phẩm pháp tôn căn bản không phải hắn đối thủ. Tổng cộng bản nguyên chi lực đạt đến 3 vạn năm, nếu như chỉ tu luyện 1 loại bản nguyên chi lực mà nói, đã có thể so với trung phẩm pháp tôn rồi a. Tiêu Phàm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nếu như ta đem 3 loại bản nguyên chi lực dung hợp, coi như không thể dung hợp, cho dù là lực lượng điệp ra, vậy thì là cái gì uy lực? Tiêu Phàm dường như mở ra một cái thế giới mới cửa, trên mặt tràn đầy kích động. Hắn không chút do dự thi triển linh hồn phân liệt năng lực, bắt đầu thử nghiệm dung hợp 3 loại bản nguyên chi lực. Thời gian nhanh chóng xói mòn, không biết qua bao lâu, trong huyết chỉ thần huyết bị Tiêu Phàm dung hợp hoàn toàn, không có gì ngoài tái diễn thần huyết, Tiêu Phàm dòng giã chiếm được 2.500 loại nhiều. Tăng thêm phía trước. Hắn bây giờ thần huyết số lượng, đã đột phá hơn 8.900 loại, đến gần vô hạn 9.000 loại. Kết quả này, là Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Chỉ là quá trình bên trong thống khổ, Tiêu Phàm lại cũng không nghĩ dư vị, dù cho có được nghịch loạn chi đồng, hắn dung hợp được cũng cực kỳ khó chịu, theo hắn phỏng đoán cẩn thận, quá trình này, chí ít đi qua mấy năm thời gian. Bất quá hắn căn bản không cảm giác được thời gian sói mòn, hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây, trở lại vạn cổ hung phần. Nhìn qua trên không hoàng kim sắc thời không chi hà, Tiêu Phàm lại thở dài, xem ra, nếu như không trở lại quá khứ, ta cũng không cách nào rời đi.
Tiêu Phàm để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, ở nơi này không gian bên trong, đã qua mấy năm thời gian, ngoại giới cũng không biết như thế nào. Bất quá, nếu quả như thật đi qua mấy năm thời gian, vô tận thần phủ nếu như lọt vào dị ma trả thù, có lẽ từ lâu không còn tồn tại, bản thân lo lắng còn có ý nghĩa gì. Nhưng hắn còn ôm một tia may mắn, vạn nhất nơi này đều tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt đây. Tiêu Phàm thử không ít phương pháp, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảnh này không gian mảy may, cuối cùng hắn không thể không từ bỏ. Thần vô tận, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Đem mình lưu lại nơi này, đối thần vô tận có chỗ tốt gì sao? Không có, chẳng những không có chỗ tốt gì, hắn còn cố ý đưa bản thân một trận đại tạo hóa, nếu như nói thần vô tận không có gì bầy bố, đánh chết hắn đều không tin. Tiêu Phàm luôn cảm giác, thần vô tận tại hạ một bàn cờ rất lớn, từ vừa mới bắt đầu, hắn Tiêu Phàm khả năng liền là đối phương quân cờ, bằng không mà nói, thần vô tận vì sao một mực lựa chọn bản thân. Có lẽ hắn là thật tốt với ta đây. Tiêu Phàm không muốn đem thần vô tận nghĩ như vậy không chịu nổi, chỉ ít cho đến bây giờ, thần vô tận còn chưa bao giờ hại qua bản thân. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trời cao thời không chi hà bên trên, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn làm như thế, có lẽ không phải nhất định phải ta đi làm những gì, mà là muốn ta trở lại quá khứ, hiểu rõ một chút ta không biết đồ vật. Đây là Tiêu Phàm suy đoán, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Thần vô tận có lẽ không cách nào trực tiếp nói với chính mình, hắn cần bản thân trở lại quá khứ bản thân đi tìm đáp án, cho nên mới bố trí cục này. Chờ ta tu luyện tốt tu la đệ bát biến, lại bước vào thời không chi hà nhánh sông. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép mình bây giờ liền bước vào thời không chi hà nhánh sông xúc động. Hắn thực lực dĩ nhiên có chỗ tăng lên, nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể so với hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Thần vô tận thế nhưng là nói, bản thân trở lại quá khứ có thể hay không thay đổi gì, quyết định bởi tại thực lực bản thân, vậy dĩ nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiêu Phàm hiện trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình biện pháp. Cũng chỉ có tu luyện tu la đệ bát biến. Dung hợp gần 9.000 loại thần huyết, Tiêu Phàm rất nhanh liền thành công tu luyện tu la đệ thất biến cùng đệ bát biến. Đồng thời, nhưng hắn ngoài ý muốn là, vô thượng kim thân vậy mà cũng đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến đệ tam đoán. Điểm này Tiêu Phàm hoàn toàn không có nghĩ qua, tu la cửu biến, lại có thể đối tu luyện vô thượng kim thân có lớn như vậy xúc tiến tác dụng. Bằng vào ta bây giờ nhục thân. Dù cho ta không phải trung phẩm pháp tôn đối thủ, có thể trung phẩm pháp tôn cũng chưa chắc có thể tùy tiện giết chết ta đi. Mà một khi ta thi triển tu la đệ thất biến, ta nhục thân không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán, thượng phẩm pháp tôn cảnh cũng chưa chắc có thể giết chết được ta. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đã vậy còn quá nhanh liền có được có thể so với thượng phẩm pháp tôn nhục thân cường độ. Bất quá. Tu la đệ bát biến, bằng vào ta thực lực bây giờ còn căn bản là không có cách thi triển, bằng không mà nói, nhục thân cường độ chưa hẳn yếu hơn thiên tôn cường giả. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn biết rõ, cái này cần nhờ vào hắn công pháp tu luyện khác biệt. Người khác đột phá thánh tôn cảnh, còn phải khí số thối thể, mà hắn hoàn toàn thiếu quá trình này, bởi vì hắn sớm tại đại đế cảnh thời điểm liền đã hoàn thành. Hiện tại, hắn nhục thể cường độ ưu thế. Rốt cục thể hiện ra ngoài. Phải biết, hắn vẫn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, liền có được cùng hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến đấu thực lực, trong thiên hạ, cũng không có mấy người. Cũng nên đạp vào thời không chi hà nhánh sông, Tiêu Phàm thở sâu, không chút do dự, lách mình liền xuất hiện ở màu hoàng kim thời không chi hà bên trên. Hô một tiếng, thời không chi hà mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía thời không cực tốc biến huyễn, một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy hắn dọc theo thời không chi hà đi ngược dòng nước. Mặc dù hắn đã sớm đoán được loại kết quả này, nhưng vẫn như cũ lại là thất lạc, nếu như thời không chi hà mang theo hắn xuôi dòng, có thể đến tương lai, bản thân chẳng phải là có thể phòng ngừa chu đáo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tương lai không thể định, coi như mình đi đến. Tương lai cũng không nhất định sẽ phát sinh giống nhau như đúc sự tình. Nói đến cùng, tương lai tràn đầy không xác định tính. Mà quá khứ, đã trở thành lịch sử, cải biến lịch sử dĩ nhiên sẽ trả ra giá cao thảm trọng,
thậm chí so với cải biến tương lai đại giới còn muốn lớn hơn. Nhưng là, lịch sử thay đổi sự tình, một khi cải biến, có rất lớn tỷ lệ thành công. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm quanh thân thời không chi lực bỗng nhiên biến mất, thân hình hắn run lên, đột nhiên phát hiện mình từ thời không chi hà nhánh sông bên trong quăng ra. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau nhói, lấy hắn ý chí đều không kiên trì nổi, trực tiếp ngất đi. Ầm ầm, từng đợt trời long đất lở thanh âm đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, Tiêu Phàm mê mang nhìn xem bốn phía, phát hiện mình nằm ở một vùng phế tích. Nơi xa từng tòa sơn phong sụp đổ, cụt tay tàn viên, mênh mông thiên địa, đều hóa thành một vùng phế tích. Nhuốm máu chiến giáp, đứt gãy bảo kiếm, gió lạnh gào thét, ý lạnh tập kích người, khắc nghiệt, tịch liêu. Khắp nơi hỏa diễm ngập trời, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thảm liệt tới cực điểm. Lờ mờ có một ít người khi dọn dẹp lấy chiến trường, trong gió xen lẫn thê lương cảm xúc, để Tiêu Phàm cũng nhìn không được mũi mỏi như. Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, đung đưa đầu, sau đó duỗi ra hai tay, cẩn thận quan sát, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta thực sự trở về quá khứ, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản hắn cho là mình chỉ là lấy một người đứng xem góc độ trở lại quá khứ, xem lịch sử thời không bên trong một chút hình ảnh. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân lại có thể chân chính tham dự lịch sử, trở thành một phần của lịch sử. Chờ chút, ta hiện tại tồn tại ở lịch sử, nếu là bị người nhớ lại, có thể hay không xem như cải biến lịch sử. Tiêu Phàm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, bất kể là vô tình hay là cố ý cải biến lịch sử, chính mình cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhìn thấy nơi xa có mấy người chuẩn bị đi tới, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, sau đó linh quang lóe lên, liếc qua một bên trên mặt đất một cỗ thi thể. Sau một khắc, hắn thân hình một trận biến ảo, rất nhanh biến thành cái kia chết đi người bộ dáng. Đồng thời, Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ gỡ xuống thi thể kia bên hông ngọc bài, nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay treo ở bên hông. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt một điểm, vô tận chi hỏa trong nháy mắt đem cỗ thi thể kia đốt cháy hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Dạng này cũng không tính là ta cải biến lịch sử a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, vẫn như cũ có chút bận tâm. Hắn hiện tại, cũng không phải là lấy bản thân thân phận xuất hiện trong lịch sử, mà là lấy thân phận của một người chết một lần nữa sống lại. Huynh đệ, còn lo lắng cái gì, nhanh chỉnh lý chiến trường, sau đó mau cùng lấy đại bộ đội rút lui. Một bên truyền tới một nam tử khôi ngô thúc giục thanh âm, nam tử khôi ngô khiêng mấy bộ thi thể. Tiêu Phàm lên tiếng, nhưng hắn nội tâm hết sức nghi hoặc, nhìn qua nam tử khôi ngô, nhịn không được hỏi, huynh đài, bây giờ là thời kỳ nào? Nam tử khôi ngô nghe vậy, buông xuống một bên thi thể, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không chiến đấu bên trong thương tổn tới đầu, nhanh đi tìm y sư trị liệu một lần. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng biết hỏi ra vấn đề này, người khác sẽ đem hắn làm loại khác đối đãi. Bất quá hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lâu lấy cớ, ta không sao, chỉ là ký ức có chút mơ hồ, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Vậy là tốt rồi, nam tử khôi ngô nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nâng lên mấy cỗ thi thể, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, chờ chỉnh lý tốt phiến chiến trường này, chúng ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, mau chóng mạnh lên. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng học nam tử khôi ngô di chuyển lấy mấy bộ thi thể đi theo. Huynh đài, ta hiện tại đã mất đi một chút ký ức, còn mời nói cho ta biết một chút thông thường, vạn nhất đắc tội trưởng quan, đây chính là tội lớn. Tiêu Phàm nói xa nói gần hỏi. Cái kia cũng vậy, nam tử khôi ngô đem mấy cỗ thi thể ném vào sớm đã chuẩn bị xong vạn người trong hầm, cũng là công nhận Tiêu Phàm lời nói, ta gọi loạn cổ, chúng ta đều là Thiên Kiếm Thần Cung ngoại môn đệ tử. Chờ chút, người nói người tên gì? Không đợi nam tử khôi ngô tiếp tục nói đi xuống. Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn. Loạn cổ, hắn đối với danh tự này quá quen thuộc, không phải liền là loạn cổ đại đế sao? Tiêu Phàm bản năng trước tiên đem cái này nam tử khôi ngô nghĩ tới loạn cổ đại đế trên người, bất quá lại cảm thấy không thích hợp. Trước mắt nam tử khôi ngô, nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng tu vi lại chỉ là thần vương cảnh, hẳn không phải là đời sau loạn cổ đại đế. Ta gọi loạn cổ, có gì không đúng sao? Nam tử khôi ngô nhếch miệng, làm sao, liền ngươi cũng xem thường ta sao?
Ta về sau nhưng là muốn trở thành đại đế nam nhân, xưng hào ta đều nghĩ kỹ, về sau liền kêu loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, nếu như nói vừa rồi hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, đại hán trước mắt này, thật đúng là hậu thế đối địch với hắn loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, tự xem đến cùng loạn cổ đại đế thật xem như hữu duyên. Chỉ là hắn không biết hiện tại đang là thời kỳ nào, loạn cổ đại đế lại còn chỉ là thần vương cảnh. Theo ta theo loạn cổ đại đế giao thiệp tin tức phán đoán, hắn có lẽ chỉ là thánh đế cảnh tu vi, thánh đế cảnh, tối đa cũng liền có thể sống cái vài chục vạn năm a, vậy bây giờ hẳn là thượng cổ về sau. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút thất vọng, bản thân làm sao chỉ là về tới thượng cổ về sau đây. Không đúng, hắn vừa mới nói thiên kiếm thần cung, Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thiên kiếm thần cung, không phải thái cổ thời kỳ mấy đại thế lực một trong sao. Nếu như là thật, vậy mình chẳng phải là đi tới thái cổ. Loạn cổ huynh, người xác định, chúng ta là thiên kiếm thần cung đệ tử. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, bây giờ là thái cổ. Xem ra người thương không nhẹ, cái gì thái cổ. Loạn cổ nhếch miệng, nói, trong thiên hạ, còn không ai dám giả mạo thiên kiếm thần cung đệ tử, trừ phi chán sống rồi. Ta giống như nhớ kỹ có cái gì tu la tổ ma. Tiêu Phàm lại hỏi dò. Liên quan tới thái cổ tin tức, hắn biết đến rất ít, chỉ có thể từng cái đi chứng thực. Nghe được tu la tổ ma, loạn cổ trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử ngươi mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng còn nhớ rõ tu la tổ ma, xem ra ngươi cũng rất sùng bái hắn a. Tiêu Phàm gật đầu một cái, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt mờ mịt. Trong thiên hạ, có thể cùng ta thiên kiếm thần cung cung chủ tranh phong, tu la tổ ma tính một cái, yêu tổ tính một cái, thời không lão nhân tính một cái, bọn họ đều là thiên địa đứng đầu nhất người. Loạn cổ lại giải thích một câu. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hiện tại, hắn rất xác định, bản thân thật về tới thái cổ. Vô luận là tu la tổ ma, hay là yêu tổ, đó đều là thái cổ thời kỳ nhân vật a. Nhất là yêu tổ, truyền văn thái cổ thời kỳ. Hắn mang theo thái cổ 12 hung tiến nhập vạn cổ hung phần, về sau liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Từ loạn cổ trong lời nói có thể nghe ra, yêu tổ bây giờ còn sinh động bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết, yêu tổ khẳng định còn không có tiến vào vạn cổ hung phần. Vậy bây giờ tuyệt đối là thái cổ thời kỳ không thể nghi ngờ. Chỉ là có một chút Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, loạn cổ đại đế một cái thánh đế cảnh tu sĩ, có thể từ thái cổ thời kỳ sống đến hắn vị trí thời đại sao? Hay là nói, cái này loạn cổ, cũng không phải là đời sau loạn cổ đại đế. Bất quá, ta vẫn là sùng bái nhất thời không lão nhân. Loạn cổ lại bổ sung một câu, ta bây giờ tu luyện thời không pháp tắc, chính là hy vọng một ngày kia, có thể bái thời không lão nhân vi sư. Thời không lão nhân sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không biết thời không lão nhân là ai, ngươi vì sao muốn bái thời không lão nhân vi sư? Là bởi vì thời không lão nhân cũng tinh thông thời không chi lực sao? Đâu chỉ tinh thông, loạn cổ ánh mắt bên trong lấp lóe lấy ngôi sao, vẻ mặt sùng bái nói, thời không chi đạo, thế gian không người có thể so sánh, truyền văn, hắn luyện chế ra một kiện chí bảo, thời không thiên châu, uy lực vô tận. Thời không thiên châu, một lần này, Tiêu Phàm thật kinh hãi, kém chút kinh hô mà ra. Thời không thiên châu không phải bác lão đồ vật sao? Như thế nào là thời không lão nhân luyện chế đây? Chẳng lẽ, bác lão cũng là thời không lão nhân hậu duệ? Quen biết chính là có duyên, người ta hiện tại cũng là đệ thập doanh người ngoài biên chế đệ tử, chờ chúng ta đột phá đại đế cảnh, liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, cũng không cần làm nhặt xác cái này sống. Loạn cổ nhe răng cười nói. Đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua Tiêu Phàm nói, đúng rồi, người tên gọi là gì? Ta... Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, đúng vậy a, bản thân tên gọi là gì? Cũng đúng, người đều mất trí nhớ, đoán chừng không nhớ nổi, đúng rồi, người ngọc bài đây. Không chờ hắn mở miệng, loạn cổ đột nhiên thấy được Tiêu Phàm bên hông ngọc bài, cầm lên xem xét nói a, người ngọc bài đứt gãy, một nửa khác đoán chừng đã rơi, chỉ còn lại có một chữ. Tiêu Phàm bắt đầu còn không có phát hiện, trải qua loạn cổ vừa nói như thế, Tiêu Phàm thật đúng là không phát hiện. Người kia ngọc bài gãy thành hai nửa, phía trên chỉ viết một chữ.
Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không đáng kể, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Cái này chữ, hẳn là ngươi dòng họ. Loạn Cổ nhìn kỹ ngọc bài một cái, có chút buồn bực nói, xem ra ta còn thực sự là cô lậu quả văn, trên đời này lại còn có họ này. Tiêu Phàm nhìn xem đảo ngược qua tới ngọc bài, trong lúc nhất thời không nhận ra cái chữ này, bởi vì trên ngọc bội còn dính nhuộm không ít vết máu, trở nên 10 điểm mơ hồ. Họ Mãng sao? Tiêu Phàm hồ nghi một lần, cái họ này, hắn xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Cái gì Mãng? Huynh đệ ngươi nhìn nhìn lại. Loạn Cổ liếc Tiêu Phàm một cái, sau đó dùng sức lau đi trên ngọc bài phương vết máu, đồng thời đem ngọc bài quay lại tới, cho Tiêu Phàm vừa nhìn. Tiêu Phàm bắt đầu còn không có để ý, song khi hắn nhận ra cái chữ kia thời điểm, con ngươi không tự chủ được co rút lại một chút. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia một nửa ngọc bài, thật lâu không thể bình tĩnh. Huynh đệ, lần này nhìn minh bạch chưa? Loạn Cổ ngây ngốc cười một tiếng, nói, ngươi họ Táng, cái họ này ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi xem ngươi dù sao tạm thời mất trí nhớ, ngọc bài cũng gãy một nửa, về sau ta liền gọi ngươi, Táng, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Loạn Cổ, trong lòng lại là giống như bị vô số kinh lôi oanh minh, chấn động đến linh hồn hắn run rẩy kịch liệt. Không thể nào, Tiêu Phàm cau mày, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Bản thân gọi Táng, vẫn là Loạn Cổ cái này đầu đất đưa cho chính mình đặt tên. Đây thật là trùng hợp sao? Tiêu Phàm không biết, hắn cảm giác mình thế giới quan bị hung hăng đánh sâu vào. Táng, đây chính là hắn nội tâm anh hùng A, làm sao bản thân đột nhiên trở thành danh tự này? Thượng cổ một trận chiến, vô số tu sĩ chết thảm, Táng đem chết đi anh liệt thi thể tất cả đều hạ táng lập bia, khiến cho anh liệt thi cốt không bị mặt trời bạo chiếu, không bị dã thú trà đạp. Một phần này công tích, đối nhân tộc mà nói, đáng giá để người kính trọng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn gặp qua Táng một mặt, Táng còn tặng cho bản thân mấy ngàn loại thần huyết, giúp bản thân tu luyện tu la cửu biến. Hiện nói cho hắn, người đó chính là chính hắn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin tưởng. Sẽ không, cái kia Táng, khẳng định không phải ta. Tiêu Phàm trong lòng phủ định, một lần lại một lần nói với chính mình. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nhớ lại chết đi tu sĩ kia dung mạo, cùng Táng dung mạo tiến hành so sánh. Mặc dù bây giờ hắn gương mặt này còn hơi có vẻ non nớt, mà lúc trước hắn nhìn thấy Táng đã là trung niên, tương đối thành thục, nhưng là, cẩn thận tương đối phía dưới, Tiêu Phàm thật vẫn phát hiện, hai khuôn mặt cơ hồ giống như đúc. Ta thực sự chính là Táng, hơn nữa còn gặp qua chính ta. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, luôn cảm giác có chuyện gì không thích hợp, chẳng lẽ đây chính là thần vô tận mục đích? Không đúng, Táng nói chờ ta 100 vạn năm. Hiện tại thế nhưng là thái cổ thời kỳ, khoảng cách ta vị trí niên đại thế nhưng là vô số 100 vạn năm, chẳng lẽ ta từ thái cổ sống đến thượng cổ thời kỳ? Tiêu Phàm nội tâm nhanh chóng phân tích. Nhưng khi hắn nghĩ đến hiện tại chỉ là thân ở thời không chi hà nhánh sông bên trong, có lẽ thật vẫn có thể sinh tồn đến thượng cổ thời kỳ. Hơn nữa, trừ bỏ dung mạo bên ngoài, có một chút quả thật có thể chứng minh, hắn cùng với Táng rất tương tự. Kia liền là vô tận chiến huyết dung hợp chủng loại, Tiêu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, Táng đã từng nói qua, hắn dung gần 9.000 loại thần huyết. Hiện tại Tiêu Phàm, bản thân dung hợp thần huyết, không phải cũng là gần 9.000 loại sao? Chỉ là, làm Tiêu Phàm nghĩ đến Táng lúc trước cùng bản thân đối thoại, hoàn toàn là không biết mình dáng vẻ, hắn lại có chút hồ nghi. Hắn hiện tại mang theo tất cả ký ức về tới lịch sử Trường Hà bên trong. Nếu như hắn cố ý an bài tất cả những thứ này, hắn không nên không nhớ được chính mình mới đúng. Người ai cũng có thể quên, lại làm sao có thể quên bản thân đây? Điểm này, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, cũng căn bản giải thích không thông, đây cũng là hắn vẫn như cũ không cho là mình chính là Táng nguyên nhân. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ lựa chọn không tin. Táng, người thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần. Loạn Cổ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ ngươi khôi phục ký ức? Tiêu Phàm có chút khó chịu, hắn rất muốn nói cho Loạn Cổ, mình không phải là Táng, bản thân gọi Tiêu Phàm. Nhưng cái tên này, nếu như lưu lại, nhất định là phải cải biến lịch sử, mình không thể bởi vì một cái danh tự mà bỏ ra giá lớn như vậy. Nhưng mà hắn không cách nào nói ra tên của mình, thì trở nên cùng nhau thừa nhận chính mình là Táng sự thật.
Ta không sao, Tiêu Phàm lắc đầu. Xiu một tiếng, nơi xa một đạo lợi mang phóng lên tận trời, hóa thành một đóa pháo hoa tại hư không nở rộ, cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đi, doanh trưởng kêu gọi chúng ta. Loạn Cổ sầm mặt lại, ngay sau đó lấy tay vung lên, số lớn đất đá bốc lên mà lên, đem trước người vạn người hố vùi lấp. Bây giờ là chiến loạn thời kỳ, cũng chỉ có thể tùy tiện xử lý một chút thi thể, cái này đã coi như là đối chết đi người tôn trọng. Nhìn qua trước mắt vạn người hố, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có loại không rõ suy nghĩ. Mình bây giờ làm những chuyện như vậy, cùng mình trong ấn tượng táng làm những chuyện như vậy, có vẻ như không hề có sự khác biệt a. Hắn cực lực phủ định, có thể hai người quý tích, cũng càng ngày càng tương tự. Vứt bỏ ý nghĩ này, Tiêu Phàm đi theo Loạn Cổ phóng lên tận trời, hướng về tín hiệu vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai người giáng lâm ở một nơi sơn cốc, nơi đó đã có không ít tu sĩ chờ đợi, bất quá phần lớn người đều bản thân bị trọng thương. Đệ thập doanh chỉ còn lại có chút người này sao? Loạn Cổ nhìn xem sơn cốc bên trong rời rạc bóng người, không khỏi thở dài. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ngơ ngác, hắn lại giải thích một câu, trước khi đại chiến, chúng ta đệ thập doanh thế nhưng là có 20 vạn đại đế, bây giờ lại chỉ còn lại có mấy ngàn. Tiêu Phàm nghe vậy, mí mắt một trận cuồng loạn, tổn thất này cũng quá lớn a. Chúng ta rốt cuộc là với ai đang chiến đấu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, nội tâm hết sức trầm trọng. Kỳ thật, hắn nội tâm đã có loại phỏng đoán, chỉ là muốn từ Loạn Cổ trong miệng đạt được chứng thực mà thôi. Đương nhiên là ma tộc những cái kia rác rưởi. Loạn Cổ hung tợn nói, táng, ngươi cái gì đều được quên, nhưng ngàn vạn không thể quên chúng ta cửu nhân là ai. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Loạn Cổ cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận. Nếu như trước mắt Loạn Cổ thực sự là bản thân chưa từng thấy qua Loạn Cổ đại đế, Tiêu Phàm thừa nhận, mình đã cải biến đối với hắn cách nhìn. Dị ma sao, Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, quả nhiên, sớm tại thái cổ thời kỳ. Dị ma liền đã xâm nhập thái cổ thần giới. Dị ma xưng hô thế này không sai. Bất quá, chúng ta một mực quen thuộc gọi bọn họ rác rưởi, một đám rác rưởi cũng muốn chiếm lấy ta thái cổ thần giới tốt đẹp non sông. Loạn Cổ 10 điểm phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhớ tới Hỗn Nguyên đối dị ma xưng hô, có vẻ như cũng là rác rưởi. Có lẽ ở thái cổ thời kỳ, bọn họ còn không có dị ma xưng hô thế này. Đúng rồi. Vừa mới ta nhận được tin tức, chúng ta đệ thập doanh muốn giải tán, ta chuẩn bị đột phá đại đế cảnh, lại thêm vào mặt khác chiến doanh, người đây. Loạn Cổ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiêu Phàm đi tới thái cổ, vốn là không có quá nhiều mục tiêu, chỉ là nghĩ hiểu rõ một chút bản thân không biết bí mật mà thôi. Chờ ta đột phá đại đế lại nói, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thái cổ lịch sử, hắn một cái hạ phẩm nguyên tôn, là bất lực thay đổi. Hắn có thể đủ làm, chính là từ thái cổ thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Hy vọng chúng ta tương lai còn có thể kề vai chiến đấu. Loạn Cổ vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai. Không bao lâu, đệ thập doanh thống soái xuất hiện, bi thống tuyên bố đệ thập doanh chính thức giải tán. Tiêu Phàm thấy được rất nhiều người ở khóc lóc đau khổ, nhưng bọn hắn căn bản không thay đổi được cái gì, gần 20 vạn đại đế cảnh tử vong, đây là không cách nào vãn hồi bại cục. Bọn họ đều muốn lưu lại, có thể Thiên Kiếm Thần Cung sẽ không cho phép. Cuối cùng, tất cả mọi người yên lặng rời đi. Loạn Cổ muốn theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, lại bị Tiêu Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Thật lâu, sơn cốc bên trong chỉ còn lại có Tiêu Phàm số ít mấy người. Thái Cổ, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiêu Phàm nhìn xem âm trầm thiên khung, dứt khoát rời đi sơn cốc. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm đi dạo hết vô số địa vực. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc cũng không phải là tưởng tượng cường đại như vậy, còn không có hắn vị trí thời đại rộng lớn. Cho dù là Thiên Kiếm Thần Cung, cũng không thuần túy là nhân tộc thực lực, bên trong bao hàm vô số chủng tộc, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể gia nhập Thiên Kiếm Thần Cung. Bất quá Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, thái cổ thời kỳ vạn tộc xa so với đời sau cường đại. 3 tháng, hắn cũng biết không ít tin tức. Ở đời sau cực kỳ khan hiếm 9 đại cổ thể. Nhưng tại thái cổ thời kỳ, 9 đại cổ thể không nói khắp nơi đều là, nhưng hắn nghe nói không ít. Nhất là tinh thần thiên thể, bất tử thần thể cùng chí tôn hoàng thể chờ mấy loại thể chất, vậy mà lấy một loại truyền thừa ở kéo dài, cái này khiến Tiêu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi.
Thái cổ xa so với hậu thế muốn huy hoàng, Tiêu Phàm cảm khái vô hạn. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao huy hoàng thái cổ, về sau sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng triệt để mẫn diệt ở dòng sông lịch sử bên trong đây. Tiêu Phàm muốn tìm một đáp án. Sợ cải biến lịch sử, mang đến hậu quả không đo lường được, Tiêu Phàm hành tẩu ở thái cổ, chỉ là lấy một người đứng xem ánh mắt, cũng không tham dự trong đó. Dù cho Tiêu Phàm đối dị ma thống hận muốn tuyệt, hơn nữa bây giờ chính là dị ma xâm lấn thái cổ thời điểm, Tiêu Phàm cũng nhịn xuống không có xuất thủ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn thường thấy sinh tử. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó đều là phong hỏa lang yên, thây ngang khắp đồng. Hắn gặp qua dị ma đồ sát người già trẻ em hình ảnh, gặp qua dị ma đồ thành tràng cảnh, nhưng hắn đều nhịn xuống. Hắn nội tâm một lần lại một lần nói với chính mình, đây đều là lịch sử, bản thân không thay đổi được cái gì. Mấy ngày trước, hắn nghe được Tu La tộc vị trí, hắn dứt khoát tiến về, hy vọng có thể lấy được một đáp án. Thái cổ thời kỳ Tu La tộc, chính là thái cổ thần giới cao cấp nhất một trong chủng tộc, độc chiếm mấy ngàn địa vực, dù cho dị ma cũng phải lui tránh 3 phần. Hơn nữa, Tiêu Phàm chiếm được một cái tin tức kinh người, Tu La tổ ma còn sống. Một mực tọa trấn Tu La Thần Thành. Một ngày này, Tiêu Phàm đứng ở thật lớn Tu La Thần Thành bên ngoài, ánh mắt lấp lóe. Hắn thấy qua vô số nguy nga thành trì, nhưng mà, trước mắt Tu La Thần Thành lại như cũ mang cho hắn rung động thật lớn. Rộng lớn cung điện, rộng rãi con đường, nguy nga tường thành, xây dựng thành một tòa bao trùm phương viên hơn 100 vạn dặm thành trì. Tiêu Phàm biết rõ, đây là Tu La tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất. Chính là thái cổ thần giới vô thượng bá chủ, không thể dung chuyển tồn tại. Ngoại trừ Tu La tộc bên ngoài, còn có mặt khác mấy đại bá chủ, trong đó có một người, Tiêu Phàm đều hơi kinh ngạc, kia liền là Cửu U quỷ chủ. Tiêu Phàm nguyên bản cho rằng, Cửu U quỷ chủ chỉ là hoang cổ hậu kỳ nhân vật, không nghĩ tới, hắn sớm tại thái cổ thời kỳ, liền uy áp chư thiên. Kể từ đó, cái kia bác lão chẳng phải là cũng là thái cổ thời kỳ người. Cửu U quỷ chủ xem ra so với ta tưởng tượng hiếu thắng, dĩ nhiên là cùng yêu chủ là cùng một cấp độ nhân vật. Tiêu Phàm bĩu môi, hồi tưởng lại Cửu U quỷ chủ bộ dáng, Tiêu Phàm có chút không quá chịu phục. Che đậy chư thiên Cửu U quỷ chủ, có vẻ như cũng không gì hơn cái này đi. Lắng lại tâm tình, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về Tu La Thần Thành đi đến, trước mặt thì có mấy cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Để Tiêu Phàm kinh dị là... Cho dù là Tu La Thần Thành thủ vệ, vậy mà đều là hạ phẩm nguyên tôn. Hắn không thể không thừa nhận, Tu La tộc thời kỳ cường thịnh là thật rất mạnh. Tiêu Phàm cùng tu sĩ khác một dạng thông lệ tiếp nhận kiểm tra rất đơn giản, trực tiếp quan sát huyết dịch. Huyết dịch, là dị ma cùng thái cổ thần giới tu sĩ khác biệt lớn nhất, thái cổ thần giới tu sĩ huyết dịch đại bộ phận là hồng sắc, mặc dù cũng có kim sắc. Nhưng duy chỉ có không có hắc sắc. Đương nhiên. Dị ma bên trong vương tộc, huyết dịch cũng là huyết sắc, nhưng bọn hắn còn không có phách lối đến chui vào thái cổ thần giới dũng khí. Nhất là Tu La tộc, có thể đủ cảm ứng dị ma khí tức năng lực. Tiêu Phàm bản thân liền có được Tu La tộc huyết mạch, đối phương hơi cảm thụ một lần cho có, Tu La thần thành, chẳng lẽ còn có thể làm khó mình người sao? Trong thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đủ loại tiếng la, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Phương viên 100 vạn dặm thần thành, lại có chút chật trội vị đạo, cái này khiến Tiêu Phàm cảm khái vô hạn, vẻn vẹn một tòa thần thành, nhân khẩu đoán chừng vô cùng có mấy ngàn ức, thậm chí mấy tỷ tỷ. Đây chính là cường thịnh thái cổ sinh sinh quả. Tiêu Phàm một cái liếc về ven đường tu sĩ một tấm trên mặt bàn, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thái cổ sinh sinh quả, chính là đỉnh cấp hồn quả, truyền văn, một khỏa trái cây. Liền có thể để nguyên tôn tu sĩ linh hồn chi lực đột phá một cái tiểu cảnh giới. Loại vật này lại có người lấy ra bán. Tiêu Phàm cố nén bản thân mua xúc động, mặc dù hắn linh hồn lực lượng đã đạt đến hạ phẩm pháp tôn, mình đã không chỗ hữu dụng, nhưng vô tận thần phủ cần a. Cuối cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể cắn răng đi ra. Vân Viêm Kim, Thái Uyên Ô Thiết. Tiêu Phàm nhìn thấy những cái kia quý hiếm vật liệu, trong lòng càng rung động. Hắn sợ mình nhìn không được, đem những vật này đoạt tới. Coi như mua những vật này, ta cũng chưa chắc có thể mang theo trở lại hậu thế. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, xem như bỏ đi bản thân suy nghĩ. Bất quá,
hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác phương pháp, nếu như ta đem thái cổ quý hiếm dị bảo, giấu ở cái nào đó địa phương ẩn núp, ta hậu thế, phải chăng có thể có được đây? Phương pháp này, Tiêu Phàm cảm thấy có thể thử một lần. Thật vất vả đến lội thái cổ, chẳng lẽ mình cái gì đều không đi làm sao? Vậy cũng quá có lỗi với chính mình, bản thân tàng thứ gì, hẳn là sẽ không bỏ ra cái gì giá thật lớn a. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng đi một đám quầy hàng thời khắc, một bên truyền đến một trận tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không, nghe nói thần gia tức phụ chạy. Thật hay giả, thần gia tiểu tử kia dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu a, ngắn ngủi 50 không đến, thì đến được thượng phẩm nguyên tôn, rất nhiều người đều muốn gả cho hắn mà không được đây. Làm sao ta nghe nói là thần gia tiểu tử kia đột nhiên điên, sau đó chạy mất, giữ lại còn chưa động phòng tức phụ phòng không gối chiếc, nàng tức phụ không qua mấy ngày liền đi, thần gia tiểu tử lúc này mới dám trở về. Thần gia tiểu tử vừa trở về, liền bị phụ thân hắn đánh gần chết, ngay cả lão tổ đều kinh động. Thần gia tiểu tử thế nhưng là lão tổ xem trọng người, hơn nữa truyền văn là muốn thu hắn làm đồ đệ, bây giờ bị cha hắn đánh gần chết, cái này khiến lão tổ chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt là, vợ hắn lại trở về, hơn nữa mang một đám người trở về tìm phiền toái. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Lão tổ, không phải là Tu La tổ ma a, nhưng có thể tính rất lớn. Bất quá, Tiêu Phàm còn chuẩn bị mua một chút vật liệu lại nói. Xin lỗi, dẹp quầy, ta phải đi thần gia nhìn xem. Chủ quán không đợi Tiêu Phàm dừng lại, liền lấy tay vung lên, đem quầy hàng thu hồi đến, sau đó sáp nhập vào đám người. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, chỉ một lát sau, hai bên đường phố bên cạnh quầy hàng liền trống hơn phân nửa. Thần gia, không phải là sư tôn gia tộc a? Tiêu Phàm hồ nghi, cũng đã mất đi mua hứng thú mua đồ, theo sát lấy đám người hướng về thần gia phủ đệ đi đến. Những người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu như thần gia thực sự là thần vô tận gia tộc, cái kia mình có phải hay không có thể cải biến một điểm gì đó đây? Tiêu Phàm theo đám người, xuyên qua hơn 10 dặm khu vực, đi tới một mảnh phồn hoa rải đất trung tâm, một tòa phủ đệ in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Tòa này phủ đệ, lại là rất bình thường, mặc dù đặt ở hậu thế là cực kỳ xa hoa, đại khí bàng bạc, nhưng là ở Tu La thần thành, lại là không thế nào thu hút. Nhưng một tòa này tầm thường phủ đệ, vì sao nhận nhiều người như vậy chú ý đây? Lúc này, thần gia ngoài phủ đệ vây khắp nơi đều là bóng người, vây chật như nêm cối, chỉ ít có hơn ngàn vạn người. Kiếp trước Tiêu Phàm, tối đa cũng chỉ thấy đếm rõ số lượng 10 người xem náo nhiệt, cái kia đã coi như là cảnh tượng hoành tráng. Mà bây giờ, lại là nhìn thấy ngàn vạn người cùng một chỗ xem náo nhiệt, bậc này tràng diện, Tiêu Phàm đã tìm không ra một cái có thể hình dung nó từ ngữ. Lấy Tiêu Phàm thực lực, ngược lại là cũng cướp được một cái rất tốt quan sát vị trí, là một tòa tử lầu lầu 2, có thể tùy tiện nhìn thấy thần gia cửa phủ đệ tất cả. Nơi đó, đứng là một đám nữ tử, cầm đầu hai người, một cái là người mặc kim sắc hoa phục, cô gái chừng 30 tuổi, có được dung nhan tuyệt thế cùng đắt tiền khí chất. Một cái là chừng 18 tuổi, người khoác tử sa tuyệt mỹ nữ tử, vẻ mặt phẫn nộ hướng về thần gia phủ đệ đại môn. Tiêu Phàm xuất phát từ hiếu kỳ, thấp giọng hướng về bên cạnh tử bào tu sĩ hỏi, huynh đài, những người này là người nào? Người điều này cũng không biết. Tử bào tu sĩ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, bất quá vẫn là giải thích nói, cầm đầu cái kia kim sắc hoa phục nữ nhân, là cửu thiên huyền môn các chủ huyền mẫu, cô gái áo tím là huyền mẫu nữ nhi tử nữ. Cửu thiên huyền mẫu, Tiêu Phàm sững sờ, cái tên này nàng ngược lại là có chỗ nghe thấy. Hơn nữa, cửu thiên huyền các hắn cũng đã được nghe nói, chính là thái cổ thần giới siêu cấp thế lực, chỉ so với vô thượng bá chủ cấp bậc Tu La tộc yếu một cái cấp độ. Nhưng phóng nhãn thái cổ thần giới, cửu thiên huyền các đó cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Phàm tò mò là, vì sao cửu thiên huyền mẫu sẽ đem mình nữ nhi gả cho một người bình thường đây? Dù cho cái kia thần gia chi tử chính là tuyệt thế thiên kiêu, vậy cũng chưa chắc vào cửu thiên huyền mẫu pháp nhãn a. Cái này thì cũng thôi đi, cái này thần gia chi tử vậy mà tại đại hôn đêm chạy, đây quả thực là tìm đường chết hành vi a. Tên kia thực sự là tìm đường chết, mặc dù xem như tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tại đại hôn đêm chạy trốn, đây không phải đánh huyền mẫu mặt sao? Phải biết,
ngay cả lão tổ đều muốn cho Huyền Mẫu mấy phần mặt mũi. Tử Bào nam tử có chút u oán. Dừng một chút, hắn lại nói, Huyền Mẫu chi nữ, tử nữ địa vị có thể không thấp, chí ít không phải thần gia chi tử có thể so sánh, huống hồ, tử nữ tu vi cũng không yếu, đồng dạng là thượng phẩm nguyên tôn, gả cho thần gia chi tử, có thể nói là thần gia mộ tổ bốc khói xanh. Thần gia chi tử hành động, nếu như không phải là bởi vì có lão tổ ở, đoán chừng đã diệt môn. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng lại là càng tò mò hơn, cái này thần gia chi tử, rốt cuộc là ai, liền dạng này thê tử vậy mà đều bỏ rơi. Thần đạo, cút ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm cắt đứt Tiêu Phàm là suy nghĩ, lại là Huyền Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này thần gia chi tử, dám vứt bỏ bản thân nữ nhi, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nếu như không phải nơi này là Tu La Thần Thành, nàng đã sớm động thủ. Thần gia phủ đệ sớm đã mở ra, bất quá Huyền Mẫu lại là không có đi vào ý tứ. Theo nàng gầm thét, cửa ra vào cái này mới xuất hiện một bóng người, đó là một cái trung niên nam tử, người mặc hắc bào, trong lúc vô hình tản ra cường đại uy nghiêm. Thần gia chủ đi ra, có người thấp giọng hô. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thần gia gia chủ, có vẻ như chỉ là hạ phẩm pháp tôn a. Dạng này thần gia, lại có thể mạnh tới đâu đây? Vô luận như thế nào nghĩ, thần gia thông gia cửu thiên huyền các, hẳn là đều xem như với cao. Huyền Mẫu, còn mời bớt giận, thần gia gia chủ vội vàng bái nói, trong mắt đều là vẻ cung kính, tại bực này cường giả trước mặt, cái kia uy nghiêm trong nháy mắt tan thành mây khói. Gọi thần đạo cút ra đây, bằng không đừng trách ta diệt thần gia. Huyền Mẫu 10 điểm bá đạo, mảy may không cho thần gia gia tộc mặt mũi. Cũng khó trách nàng như thế, người đều đánh mặt đánh tới trên mặt ta đến, còn muốn để cho ta bớt giận. Thần gia chủ thân thể run lên, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là Huyền Mẫu đối thủ, đối phương một hơi đoán chừng đều có thể muốn mệnh của hắn. Thế nhưng là, bản thân vì để cho Huyền Mẫu bớt giận, liền để con của mình chịu chết sao? Lão tổ, ngài ngược lại là mau tới a. Thần gia chủ tâm bên trong kêu gọi, bản thân trì hoãn thời gian dài như vậy, rất nhanh liền kéo dài không nổi nữa. Chẳng lẽ lão tổ cũng đang tự trách mình nhi tử, cho nên dứt khoát nhúng tay mặc kệ. Huyền Mẫu, thần gia chủ hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Huyền Mẫu lấy tay vung lên, một vệt sáng bỗng nhiên đánh vào thần gia chủ ngực. Thần gia chủ trong miệng phun ra một đạo máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở thần gia phủ đệ đại môn bên trên. Thần gia đại môn nổ tung, lập tức bụi bặm nổi lên bốn phía tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh. Thật mạnh a, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Huyền Mẫu sao có thể không mạnh, đây chính là bán bộ thánh tổ cấp bậc nhân vật. Bên cạnh Tử Bào nam tử khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Bán bộ thánh tổ sao? Tiêu Phàm một trận thổn thức, đặt ở hậu thế, cái này nhưng là có thể hoành áp thái cổ thần giới nhân vật a. Huyền Mẫu mạnh như vậy, tại sao phải cùng thần gia thông gia đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, thấp giọng hướng Tử Bào nam tử hỏi. Còn không phải là bởi vì lão tổ coi trọng thần đạo, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tử Bào nam tử giải thích nói, đoạn thời gian trước, xâm lấn dị tộc diệt không ít thế lực, thiên tôn đều đã chết mấy cái. Cửu thiên huyền các mặc dù không yếu, nhưng vạn nhất đây. Hiện tại xâm lấn dị tộc càng ngày càng mạnh, chưa chắc có thể chống đối bao lâu, tự nhiên muốn nịnh bợ lão tổ. Chẳng lẽ lão tổ liền không có cái gì hậu duệ sao? Tiêu Phàm nghi hoặc, nhất tộc lão tổ, làm sao cũng sẽ lại không ít hậu duệ a? Tử Bào nam tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng quái dị, thậm chí có một chút xem thường, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Ngươi là thật không hiểu còn giả không hiểu. Tử Bào nam tử không nhịn được nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó hít sâu một cái nói, lão tổ quả thật có một đứa con trai. Tiêu Phàm cảm thấy Tử Bào nam tử ánh mắt quái dị, bất quá nghe nói như thế, hắn càng thêm hồ nghi, có một đứa con trai, đây không phải tốt hơn thông gia sao. Nhưng mà tiếp xuống Tử Bào nam tử mà nói, lại là để Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm. Bất quá lão tổ nhi tử, mới mấy tháng mà thôi. Tử Bào nam tử khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Mấy tháng, đây thật là nhất tộc lão tổ. Hắn tất nhiên có thể sinh sôi nhất tộc, cái kia nghĩ đến Tu La tộc đều là hắn hậu duệ mới đúng a. Huynh đài,
Người nói lão tổ, là Tu La tộc lão tổ, Tu La tổ ma sao? Tiêu Phàm bị Tử Bào nam tử làm mông. Cái gì Tu La tổ ma, chưa nghe nói qua. Tử Bào nam tử lắc đầu, lại cực kỳ khẳng định nói, bất quá, lão tổ đúng là ta Tu La tộc lão tổ. Cái kia, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại bị Tử Bào nam tử cắt ngang, xem ra người đối với ta Tu La tộc hoàn toàn không biết gì cả. Lão tổ xuyên qua thời không sáng tạo Tu La tộc, há lại các ngươi ngoại nhân có thể tưởng tượng. Xuyên qua thời không sáng tạo, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tu La tộc không phải huyết mạch truyền thừa sao? Làm sao biến thành sáng tạo? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, kể từ đó, há không phải mình cũng coi là sáng tạo. Nhưng mà, Tử Bào nam tử lại là lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Lão tổ sớm đã công tham tạo hóa, đạt tới cái kia đồng dạng cảnh giới, có thể sáng tạo nhất tộc, có gì ghê gớm đâu sao? Nói xong, hắn căn bản không cho Tiêu Phàm mở miệng cơ hội, lại nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng yêu tộc lấy ngàn mà tính chủng tộc, đều là thiên địa đản sinh? Chẳng lẽ là người sáng tạo ra? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Tử Bào nam tử một bộ không thèm để ý Tiêu Phàm bộ dáng, thật giống như bị Tiêu Phàm vô tri đánh bại, đương nhiên. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ sùng bái, yêu tộc như vậy phồn vinh, có lấy ngàn mà tính chủng tộc, đây chính là cùng yêu tổ không phân ra. Yêu tổ, Tiêu Phàm biết rõ cái tên này, dù cho ở đời sau, hắn cũng đã được nghe nói, còn có một cái tên khác, yêu chủ. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, yêu chủ chẳng những chế phục thái cổ 12 hung, hơn nữa còn sáng tạo ra vô số yêu tộc, thủ đoạn như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tu La tộc vậy mà cũng là người vì sáng tạo ra, mà không phải một loại huyết mạch truyền thừa. Đạt tới thánh tổ chi cảnh, trên lý luận là vậy có thể sáng tạo chủng tộc, nhưng chân chính có thể sáng tạo chủng tộc thánh tổ, biết bao thưa thớt, lão tổ có thể sáng tạo Tu La tộc, đã khó được, mà yêu tổ lại sáng tạo ra mấy ngàn loại. Tử Bào nam tử tự lo không xong nói ra. Trong mắt đều là nồng nặc vẻ sùng bái, so với Tu La lão tổ càng hơn. Ta Tử Vũ mộng tưởng, cũng là trở thành yêu tổ người giống vậy, có thể thân hóa vạn tộc. Tử Bào nam tử con ngươi kiên định nói. Tiêu Phàm không có bác bỏ Tử Bào nam tử, người đều là có mơ ước, không phải sao. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử Bào nam tử. Bản thân mới vừa nghe được cái gì? Hắn gọi Tử Vũ. Tử Vũ Thần Vương sao? Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới Tử Vũ Thần Vương. Hắn rốt cục thấy rõ Tử Bào nam tử khuôn mặt, tuấn giật tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một bộ áo bào tím càng là làm nổi bật lên hắn xuất trần thoải mái. Tiêu Phàm đem trong đầu Tử Vũ Thần Vương mặt cùng người trước mắt liên hệ với nhau, phát hiện thật là có mấy phần rất giống. Bất quá, Tiêu Phàm nhớ kỹ Tử Vũ Thần Vương mệnh cách khí tức. Lại là cùng trước mắt cái này gọi là Tử Vũ Tử Bào thanh niên hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhất tộc chi chủ không có hậu duệ, chỉ có một cái mấy tháng lớn trẻ nít. Nguyên lai là Tu La lão tổ tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa còn là xuyên qua thời không sáng tạo ra Tu La tộc, loại này đại năng lực, quá không thể tưởng tượng. Mặt khác, Tu La lão tổ vô cùng có khả năng chính là đời sau Tu La tổ ma. Chỉ bất quá, Tu La tổ ma xưng hô thế này còn chưa có đi ra. Các hạ những cái này đều không biết, còn tính là Tu La tộc. Đột nhiên, Tử Bào nam tử Tử Vũ lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ta một mực bên ngoài tu luyện, bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm tùy ý tìm một cái cớ, dù sao ta và các ngươi không quen, ngay sau đó nói tránh đi, ngươi không phải cũng là Tu La tộc, làm sao như vậy sùng bái yêu tổ đây? Đây cũng là Tiêu Phàm hủy bỏ trước mắt Tử Vũ là Tử Vũ Thần Vương ý nghĩ, Tử Vũ Thần Vương cũng không phải Tu La tộc. Tử Bào nam tử sắc mặt đỏ bừng, lạnh rên một tiếng, không có trả lời Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm làm như không thấy, dù sao hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi, coi như đối phương có cái gì khó nói ẩn lại như thế nào đây. Hai người giao lưu không chậm, mà thần gia gia chủ cũng là bị Huyền Mẫu đánh mặt mũi bầm dập, thân thể lung la lung lay. Đứng đều có chút đứng không vững, quanh thân nhuộm đầy máu tươi. Huyền Mẫu mặc dù không dám giết thần gia chủ, nhưng cơ hồ là đem thần gia chủ vào chỗ chết đánh.
thần đạo, cút ra đây. Huyền mẫu một cước đá bay thần gia chủ, giống như nổi điên cọp cái. Thần gia người hết sức tức giận, nhưng không có một người dám lên phía trước, huyền mẫu không dám giết thần gia chủ, nhưng bọn hắn thì chưa chắc, cho dù là bọn họ lão tổ cũng chưa chắc sẽ thay bọn họ chủ trì công đạo. Huống chi, hiện tại công đạo liền ở huyền mẫu bên kia. Nếu không ra, tin hay không ta diệt thần gia. Huyền mẫu thật tức giận rồi, đưa tay một bàn tay, hướng về thần gia phủ đệ đóng đi. Nàng biết rõ, hôm nay không bức thần gia một cái, thần đạo là sẽ không ra được. Không chung một cái bao phủ phương viên hơn 10 dặm trưởng cương ầm vang rơi xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt đang sôi trào bành trướng. Đây chỉ là huyền mẫu thu liễm một trưởng, nhưng đã đủ để tùy tiện hủy diệt thần gia phủ đệ. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một vệt sáng phá không mà tới, chớp mắt đi tới thần gia phủ đệ trước mặt, một kiếm chảm phá sắp hủy diệt thần gia bàn tay. Đám người một trận hãi hùng khiếp vía, một kiếm xé mở huyền mẫu một trường, bậc này thực lực, chí ít cũng phải là thượng phẩm pháp tôn A, dù cho đây chỉ là huyền mẫu tùy ý một đòn. Kinh ngạc sau, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm thần gia phủ đệ, bọn họ rất muốn biết rõ, là ai có năng lực ngăn trở huyền mẫu một đòn. Thật lâu, bụi bặm chậm rãi kết thúc, một tấm hơi có vẻ non nớt gương mặt hiển lộ mà ra, hắn gánh vác một tay cầm kiếm mà đứng, con người trong suốt bên trong, có một loại khó mà nói rõ sắc bén cùng lăng lệ. Hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, trẻ tuổi như vậy hạ phẩm pháp tôn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, khó trách huyền mẫu sẽ đem mình nữ nhi tử nữ gả cho hắn, trẻ tuổi như vậy hạ phẩm pháp tôn. Tương lai không thể đo lường. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bản thân đột phá đã tính nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử phụ thân, cùng trước mắt thần đạo so sánh, lại là có chút không bằng. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ tấm kia khuôn mặt lúc, lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, gương mặt kia, hắn vậy mà cũng cảm thụ mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ mình gặp qua hắn? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại nhìn không được nhìn nhiều Tử Vũ một cái. Một cái có mấy phần rất giống còn chưa tính, nhưng mà hai cái đều rất giống, đó cũng quá trùng hợp a. Không sai, trước mắt cái này gọi là thần đạo người, vậy mà cùng hắn sư tôn thần vô tận có mấy phần rất giống. Danh tự cũng không giống nhau, hẳn là sư tôn tiên tổ. Tiêu Phàm âm thầm phân tích. Thần đạo, người còn dám đi ra? Huyền mẫu hai mắt đỏ thắm hướng về thần đạo. Không phải ngươi để cho ta đi ra sao? Thần đạo ngược lại là không sợ. Thần sắc 10 điểm bình tĩnh, chỉ là nghe được huyền mẫu lời nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Huyền mẫu nhất thời im lặng, trầm ngâm mấy tức mới vẻ mặt dữ tợn nói, hiện tại, cho ta một cái trả lời thuyết phục, người đến cùng, cưới, hay là không cưới ta nữ nhi. Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là từng chữ nói ra hét ra, có thể nghĩ huyền mẫu thời khắc này phẫn nộ. Mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn xem thần đạo, nếu như hắn dám nói một chữ không. Tuyệt đối phải ngỏm củ tỏi. Không cưới, thần đạo không có nửa điểm do dự, quả quyết phun ra hai chữ. Huyền mẫu nghe vậy, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục độ, hàn khí tràn ngập, bốn phía tu sĩ nhịn không được sợ run cả người. Lần này, thần đạo phiền toái. Ngươi không sợ chết, huyền mẫu từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Bên cạnh tử nữ sớm đã khóc nước mắt đầy mặt, thân thể mềm mại khẽ run. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tử nữ tóc tím vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành bạch sắc, trên người hàn khí, thậm chí so huyền mẫu càng thêm khủng bố. Ngươi, vì sao vứt bỏ ta? Một mực trầm mặc tử nữ đột nhiên khàn khàn nói ra một câu, tựa như đã rất nhiều năm chưa từng mở miệng, thanh âm có chút quái dị. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Câm điếc mở miệng, có người nhìn không được kinh hô không thôi. Câm điếc, Tiêu Phàm sững sờ, tử nữ dĩ nhiên là một người câm. Ta liền nói, cửu thiên huyền các chủ nữ nhi, nếu như gả cho tu la tộc trưởng nhi tử, đó là rất bình thường. Nhưng gả cho một người bình thường, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, cái kia cũng không phải đúng nghĩa thông gia. Câm điếc mở miệng, nghĩ đến tử nữ cũng triệt để phẫn nộ, đến mức kích phát nàng không cách nào khả năng nói chuyện. Ta chưa từng lấy được ngươi, sao là vứt bỏ ngươi? Thần đạo cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là kiên trì bản tâm, cho tới nay, hắn đều không nghĩ tới muốn cưới tử nữ làm thê. Lời này vừa nói ra,
tử nữ tóc bạch càng lúc càng nhanh. Đám người nghĩ không hiểu, vì sao thần đạo nhẫn tâm như vậy? Nếu như nói, phía trước tử nữ là người câm, cái kia còn có chút thiếu hụt, khả năng bị hắn không thích. Nhưng là bây giờ tử nữ, đã có thể nói chuyện a. Hơn nữa, coi như tử nữ là người câm, lấy địa vị của nàng, trong thiên hạ, muốn lấy nàng có khối người. Ngươi vì sao trước đó không cự tuyệt, chờ ngày đại hôn? Tử nữ con ngươi chậm rãi từ đỏ tươi, biến thành bạch sắc, lãnh huyết vô tình. Đồng thời, nàng dưới chân hàn khí bốn phía, chậm rãi ngưng tụ thành từng tầng băng xương, trên người chán phóng sát khí lạnh lẽo, tùy thời đều có thể động thủ. Ta đã cự tuyệt, là ngươi mẫu thân không nguyện ý. Thần đạo nhíu mày nói, ngươi có thể hỏi huyền mẫu. Tử nữ quay đầu nhìn về phía huyền mẫu, hiển nhiên, nàng cho tới bây giờ đều không biết vấn đề này, chẳng lẽ cho tới nay, đều là mình mong muốn đơn phương. Huyền mẫu lập tức cực kỳ tức giận, sát khí nặng nề nói, cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thần gia đáp ứng thời điểm, việc này liền không cải biến được, người lão tổ cũng đồng ý việc này, không có người có thể hủy ta cửu thiên huyền các cưới. Thần đạo, ngươi muốn chết, bản các chủ thành toàn ngươi. Huyền mẫu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, cực tốc hướng về thần đạo kích xạ đi. Huyền mẫu tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở thần đạo trước người. Thần đạo sầm mặt lại, kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, một kiếm hướng về huyền mẫu cánh tay chém tới, đồng thời, trên người hắn bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đâm về phía bốn phương tám hướng. Trung phẩm pháp tôn, đám người kinh hô. Ai cũng không ngờ tới, thần đạo vậy mà còn đang giữ lại thực lực. Chỉ là, trẻ tuổi như vậy trung phẩm pháp tôn, đây cũng quá mộng ảo a. Nhưng mà, cái này còn xa còn lâu mới có kết thúc, chỉ thấy thần đạo trên người lại khuấy động ra cường đại hủy diệt năng lượng ba động, ở sau lưng hắn, càng là ngưng tụ thành một chuôi thông thiên thần kiếm, dường như muốn chảm phá thương khung. Thượng phẩm pháp tôn, có người đã không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thượng phẩm pháp tôn a, không đến 50 tuổi thượng phẩm pháp tôn, đây cũng quá nghịch thiên a. Ngươi làm sao sẽ, huyền mẫu cũng là sững sờ, hoàn toàn quên đi xuất thủ, ngươi không phải thượng phẩm nguyên tôn sao? Làm sao trở thành thượng phẩm pháp tôn? Đây còn không phải là bị các ngươi bức cho. Thần đạo đạm mạc trả lời, ánh mắt bên trong có vẻ sát ý chợt lóe lên. Ngươi ngắn ngủi một tháng, từ thượng phẩm nguyên tôn, đột phá đến thượng phẩm pháp tôn. Huyền mẫu rõ ràng nhớ kỹ, bản thân đạt thành lần này thông gia, chính là một tháng trước sự tình. Tháng trước, Tu La tộc lão tổ đều nói rồi, thần đạo chỉ là thượng phẩm nguyên tôn. Nhưng hiện tại vẻn vẹn một tháng, thần đạo liền đột phá đến thượng phẩm pháp tôn, cái này khiến nàng làm sao không sợ hãi. Bậc này thiên phú, cũng quá mức yêu nghiệt, thượng phẩm pháp tôn, thần đạo khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó, hắn khí thế trên người lần nữa tăng vọt, kiếm khí trong tay bộc phát ra khí thế cường đại, lại đem huyền mẫu cho chấn động bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thần đạo trên người y phục cũng trong nháy mắt nổ tung, lộ ra nửa người trên cổ đồng sắc cơ bắp. Mà lúc này, trên người hắn tán phát khí thế, càng là đột phá pháp tôn cảnh cực hạn. Thiên tôn, thần đạo tu vi, trang nghiêm đã đạt đến thiên tôn, một tháng tứ cảnh. Vây xem ngàn vạn tu sĩ, có người đã không nhịn được run rẩy. Ở thánh tôn cảnh một tháng đột phá tứ cảnh, đây cũng quá mộng ảo. Nếu như chỉ là tiểu thế giới tu vi, một tháng tứ cảnh, cái kia còn tương đối bình thường, chỉ ít Tiêu Phàm đều đã từng đạt tới qua. Nơi xa, huyền mẫu ổn định thân hình, vẻ mặt kinh dị nhìn xem đối diện thần đạo, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Thiên tôn, thần đạo vậy mà đột phá đến thiên tôn cảnh. Nàng huyền mẫu mặc dù là bán bộ thánh tổ, có thể nói đến cùng, cũng chỉ là so thiên tôn cảnh lớn mạnh một chút mà thôi, xa xa không đạt được cái kia nghiền ép cảnh giới. Chỉ một thoáng, vừa mới còn cao cao tại thượng huyền mẫu, sắc mặt trở nên hết sức khó nhìn lên. Cũng liền ở nàng do dự một sát na kia, một đạo bóng trắng hiện lên, một quyền đánh vào thần đạo ngực, thần đạo thần sắc cứng lại, rút lui mấy trăm trượng mới dừng lại. Một màn này, đám người cũng sợ ngây người mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thần đạo nguyên lai vị trí. Chỉ thấy một người mặc quần dài trắng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử vẻ mặt vô tình đứng ở đó, mái đầu bạc trắng đón gió phất phới, giống như một tôn cái thế nữ ma tôn. Trên người tán phát băng lãnh khí tức,
để ở đây mỗi người đều trái tim băng giá hết sức. Tử nữ, đám người không thể tin được nhìn xem tóc trắng ma nữ, đây thật là vừa rồi thanh thuần khả ái tử nữ sao? Một người, làm sao có thể biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa, có vẻ như tử nữ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn A, hiện tại một ngày tứ cảnh, đây chẳng phải là so thần đạo càng thêm khủng bố. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối không thể tin được. Thiên nhân tộc, Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường. Đạt đến bây giờ cảnh giới, bất luận kẻ nào một tháng tứ cảnh, Tiêu Phàm đều sẽ cảm giác phải là yêu nghiệt. Nhưng mà, nếu như là thiên nhân tộc, cho dù là một ngày tứ cảnh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thời khắc này tử nữ, vô luận là bộ dáng, hay là trên người tán phát khí tức, đều cùng Tiêu Phàm trong ấn tượng Vân Phán Nhi giống như đúc. Thiên nhân tộc, quá thần bí, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, đều không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn lai lịch. Có lẽ, hôm nay bản thân cũng tìm được đáp án. Ngươi đáng chết, tử nữ lạnh như băng nhìn xem đối diện thần đạo, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía tu sĩ dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc hướng về bốn phía bỏ chạy. Tử nữ cùng thần đạo bây giờ thế nhưng là thiên tôn cảnh, bọn họ nếu như đánh lên, bọn họ những người này đều phải xúi quẩy. Thần đạo nhíu mày, thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nói thả ra tử nữ, bằng không, chết. Thả ra tử nữ, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có người khống chế tử nữ sao? Tiêu Phàm cũng cảm thấy, tử nữ nhìn qua cũng không giống bị người khống chế. Ngược lại giống như là thức tỉnh một loại nào đó huyết mạch chi lực. Chờ chút, thái cổ có vẻ như còn không có thức tỉnh huyết mạch chi lực a. Tiêu Phàm trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi tử vũ lời nói, sau đó nhìn chòng chọc vào tử nữ. Hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân có lẽ có thể sẽ biết rõ thiên nhân tộc lai lịch. Phụ ta người, chết, tử nữ thần sắc càng ngày càng lạnh, liền con ngươi đều chậm rãi biến thành bạch sắc, không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Nói xong, thân hình của nàng bỗng tại chỗ biến mất, một đạo trăm trượng trưởng cương quét ngang mà ra, chớp mắt liền đến thần đạo trước người. Tốc độ kia, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần đạo một lần này ngược lại là có chuẩn bị, nghiêng người hướng một bên tránh đi, trường kiếm trong tay càng là nổi giận chém mà ra, kiếm khí bén nhọn muốn chảm phá tất cả. Nhưng mà, tử nữ lại là căn bản không có ý né tránh, tùy ý kiếm khí chém tới. Đáng chết, thần đạo sầm mặt lại, vội vàng thu hồi thế công, sắp chém về phía tử nữ kiếm khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, hắn thân hình cực tốc lui lại vài dặm khoảng cách, sắc mặt âm trầm nhìn xem tử nữ. Một lần này phiền toái, thần đạo không muốn giết tử nữ. Có người mở miệng, thật sâu thở dài. Thần đạo dĩ nhiên không muốn cưới tử nữ làm thê, nhưng hắn cuối cùng sẽ không đi sát hại tử nữ. Dù cho lúc này tử nữ đã biến thành một người khác. Tử nhi, Huyền Mẫu cũng cảm nhận được tử nữ không thích hợp, lách mình xuất hiện ở tử nữ bên người, bắt lấy bờ vai của nàng. Nhưng mà, nghênh đón nàng lại là tử nữ không chút lưu tình một trường, Huyền Mẫu bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, tử nữ vậy mà lại thay nàng xuất thủ. Huyền Mẫu, nàng không phải tử nữ, cẩn thận một chút. Thần đạo nhắc nhở. Đều tại ngươi, Huyền Mẫu lại là hung tợn nhìn xem thần đạo, gần như phát cuồng. Thần đạo lông mày nhíu lại, bản thân hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn muốn trách cứ ta. Tử nữ biến thành hiện tại bộ dáng này, có lẽ cùng mình quả thật có quan hệ, nhưng chỉ là bản thân kích phát nàng thể nội một cái khác tồn tại mà thôi. Cho dù bây giờ đối phương không có khống chế tử nữ, tương lai một ngày nào đó đối phương cũng đồng dạng sẽ khống chế tử nữ. Không đợi thần đạo suy nghĩ nhiều, tử nữ lần nữa đánh tới. Đáng hận nhất là, Huyền Mẫu vậy mà cũng đồng thời kích xạ mà đến, một đòn hung hăng thẳng hướng hắn. Thần đạo sắc mặt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Huyền Mẫu lại còn sẽ đối với mình động thủ, nàng không nên liên thủ bản thân trấn áp tử nữ, đem tử nữ thể nội tồn tại đuổi đi ra sao. Hai người đánh tới. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Thật sự là Huyền Mẫu cùng tử nữ hai người liên thủ chiến lực thật là đáng sợ, cho dù thần đạo có được cùng bán bộ thánh tổ thực lực đánh một trận, thế nhưng chịu không được hai người điên cuồng công kích. Huống chi, Huyền Mẫu bản thân cũng là bán bộ thánh tổ đây.
chỉ một lát sau, thần đạo đã bị đánh không ngừng ho ra máu, thân thể khỏe mạnh mấy lần nổ tung, máu tươi vẩy ra, khí thế trên người yếu không ít. Huyền mẫu, tử nữ, các ngươi đừng ép ta. Thần đạo tức giận, hắn một nhẫn lại nhẫn, huyền mẫu cùng tử nữ hai người lại cho là mình thật dễ bắt nạt. Bản thân thật muốn cùng bọn họ không chết không thôi, cho dù bản thân bỏ mình, hắn cũng có thể mang đi một người. Bức ngươi lại như thế nào, chính là ngươi hại ta nữ nhi. Huyền mẫu cực kỳ điên cuồng, đã hoàn toàn bất kể hậu quả, ngươi dám động thủ, ta liền diệt thần gia. Thần đạo khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống không có chủ động công kích, chỉ là thụ động phòng ngự. Điên cuồng huyền mẫu nhưng mà cái gì đều làm được, nàng thực có can đảm diệt đi thần gia. Hắn bây giờ có thể làm, chính là mang theo hai người rời xa Tu La thần thành, cho thần gia cơ hội chạy lấy mạng. Không cho phép đi, bằng không đừng trách ta trước diệt hết thần gia. Huyền mẫu nhìn ra thần đạo mục đích, nói nàng điên, nàng thật vẫn chưa hẳn điên. Thần đạo buồn bực suy nghĩ thổ huyết, bản thân có vẻ như không chút bọn họ a, vì sao muốn như vậy dồn ép không tha. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, cũng sẽ không chật vật như thế. Vẫn là quá yếu, thần đạo a, người đạo, cũng không đủ mạnh. Thần đạo khẽ cắn môi, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị huyền mẫu cùng tử nữ liên thủ đánh trúng, thân thể lần nữa nổ tung. Thần đạo thân thể đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời có vẫn diệt phong hiểm. Thần đạo nguy hiểm, Tiêu Phàm híp hai mắt, chẳng biết tại sao, hắn cũng không muốn nhìn xem thần đạo chết. Thế nhưng là, hắn cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chỗ nào có thể tham dự tầng thứ này chiến đấu. Vậy cũng chưa hẳn, một bên Tử Vũ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nơi này chính là Tu La thần thành, không có người nào có thể ở Tu La thần thành giết Tu La tộc người. Nói ngươi thật giống như là Tu La tộc một dạng, Tiêu Phàm bĩu môi. Ta liền là Tu La tộc, làm sao? Tử Vũ hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, tựa như Tiêu Phàm nói đến nỗi đau của hắn. Tiêu Phàm thần sắc quái dị, như có chút thất vọng, Tử Vũ là Tu La tộc. Hắn trong trí nhớ Tử Vũ thần vương, cũng không phải Tu La tộc, xem ra hai người chỉ là danh tự một dạng, cũng không là cùng một người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Mình có phải hay không cử chỉ điên rồ, nhìn thấy ai cũng tưởng rằng bản thân hậu thế thấy qua người. Ai đột nhiên, hư không truyền đến thở dài một tiếng, chỉ một thoáng, trời cao ba người chiến đấu bỗng ngưng một cái, huyền mẫu cùng tử nữ bị một loại lực lượng kỳ lạ trói buộc. Mặc cho hai người bọn họ làm sao liều mạng dẫy giụa, cũng không có một chút tác dụng nào. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trở nên vô cùng kích động, tựa như đánh máu gà một dạng. Không trung, bỗng trống rỗng xuất hiện một bóng người, đó là một cái nam tử, khôi ngô cao lớn, khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực. Đây là, Tiêu Phàm sắc mặt kinh ngạc. Lão tổ, Tu La tộc tu sĩ nhìn thấy người tới, lại là toàn thể hoan hô lên. Lão tổ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, như hắn suy nghĩ, bây giờ Tu La tộc lão tổ, chính là đời sau Tu La tổ ma. Hắn đã từng nhưng là ở chấn thế đồng quan bên trong gặp qua Tu La tổ ma một mặt, mặc dù hắn thấy không rõ Tu La tổ ma khuôn mặt, nhưng hắn khí tức trên thân, cùng bóng lưng, cơ hồ là giống nhau như đúc. Mà bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục thấy được Tu La tổ ma gương mặt kia, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới kinh ngạc như thế. Bởi vì, gương mặt kia, vậy mà cùng hắn cực kỳ rất giống. Không sai, Tu La tổ ma mặt, cùng hắn Tiêu Phàm quá giống. Quả thực cùng Tiêu Trường Phong giống như đúc. Đây mới là Tiêu Phàm kinh ngạc nhất địa phương. Tu La tổ ma cùng mình rốt cuộc là quan hệ như thế nào, vì sao bản thân cùng bộ mặt của hắn tương tự như vậy? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, càng là suy nghĩ, hắn lại càng thấy phải khó bề phân biệt. Đầu hắn một đoàn bột nhão, nghĩ không rõ lắm tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì. Cũng may bản thân giờ phút này biến thành một cái khác khuôn mặt, bằng không mà nói. Bên cạnh Tử Vũ đều phải hù chết. Lão tổ, thần đạo nhìn thấy Tu La tổ ma đến, vội vàng cung kính cúi đầu. Thần đạo, người rất không tệ. Tu La tổ ma nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng, lần trước ta liền nói với ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, đám người tự nhiên biết rõ lão tổ cùng thần đạo là nói cái gì. Mà bây giờ, lão tổ chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng là nghĩ thay thần đạo làm chủ. Thần đạo ánh mắt lóe lên một cái,
cuối cùng khom người cúi đầu, nói, lão tổ hậu ái, thay thần đạo giải thích nghi hoặc, chỉ là, thần đạo cho Tu La tộc dẫn tới không ít phiền phức, không xứng làm lão tổ đồ đệ. Đám người nghe vậy, tất cả đều ngây ra như phỗng, không thể tin được bản thân nghe được. Lão tổ muốn thu thần đạo làm đồ đệ, thần đạo vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt Tu La lão tổ, không chỉ Tu La tộc người kinh ngạc, ngay cả Cửu Huyền Thiên các người cũng khiếp sợ không thôi, cái này thần đạo chẳng lẽ thật là một cái đồ đần sao? Đầu tiên là cự tuyệt cùng tử nữ thành thân, hiện tại lại cự tuyệt Tu La lão tổ. Đây nếu là đổi lại những người khác, nơi nào sẽ cự tuyệt, đoán chừng đã sớm tiếp nhận. Tiêu Phàm đối thần đạo ngược lại có chút lau mắt mà nhìn, loại người này, có được ngông nghênh, có được chính mình ý nghĩ, bản tâm không vì người khác mà thay đổi, mới thật sự là cường giả có phẩm tính. Thần đạo, nếu không chết, tương lai nhất định thành châu báu. Tu La Tổ Ma cũng không ngoài ý muốn thần đạo quyết định, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Huyền Mẫu cùng tử nữ hai người, ảm đạm nói, Huyền Mẫu, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ở ta Tu La tộc dương oai, lần này xem ở thần đạo thay ngươi cầu tha thứ phân thượng, các ngươi đi thôi. Huyền Mẫu khẽ cắn môi, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Tu La Tổ Ma, đây chính là thái cổ thần giới cao cấp nhất mấy người một trong, nàng nào dám cùng đối phương khiêu chiến. Đối phương có thể tha thứ nàng, đúng là xem ở thần đạo mặt mũi. Huyền Mẫu cũng chậm chậm tỉnh táo lại, bản thân trước đó nghĩ đến thần đạo là Tu La lão tổ đồ đệ, cố ý thát bát, muốn dẫn Tu La lão tổ đi ra, trả bản thân một cái công đạo. Nhưng hiện tại, thần đạo lại là cự tuyệt trở thành Tu La lão tổ đồ đệ, nàng căn bản không có lấy cớ bức bách Tu La lão tổ. Tính sai a, Huyền Mẫu nội tâm cực kỳ phiền muộn, bản thân làm sao lại gả con gái cho thần đạo cái này vong ân phụ nghĩa đây. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có ôm vào Tu La lão tổ đùi, ngược lại còn đắc tội Tu La lão tổ, thậm chí Tu La tộc. Hơn nữa, Cửu Thiên Huyền Các cũng ném cái mặt to. Tu La tộc trưởng, Huyền Mẫu thở sâu, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tử nữ, khom người cúi đầu nói, còn mời mau cứu tử nhi. Tử nữ nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, quay đầu liền hướng về nơi xa bay đi. Tu La Tổ Ma thấy thế, lấy tay một điểm, tử nữ lần nữa bị lực lượng trói buộc, thân thể lơ lửng ở trên không. Thiên nhân tộc, đã không thể chờ đợi sao? Tu La Tổ Ma nhàn nhạt mở miệng. Tu La Thánh tộc, tay của ngươi không khỏi duỗi quá dài a, ta thiên nhân tộc làm việc, người nào có thể quản? Tử nữ nghiêm nghị nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Nhưng không nên đem bàn tay vào ta Tu La tộc, Tu La Tổ Ma thần sắc không có nửa điểm chấn động, nếu đã tới, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt giác ngộ. Nói xong, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt nhiếp vào tử nữ mi tâm. A một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó, một đạo bạch sắc hư không từ tử nữ thể nội bắn ra, ngưng tụ thành một đoàn bạch quang. Hư không bỗng vỡ ra. Bạch quang cực tốc hướng về liệt phùng bên trong bỏ chạy. Thiên nhân tộc, lại đến Tu La tộc người, giống như người này. Tu La Tổ Ma không giận mà uy, thanh âm dường như xuyên thấu vô tận thời không, vang vọng chư thiên vạn giới. Nói xong, đoàn kia bạch sắc quang mang bỗng bạo tán mà ra, ở khe hở sắp đóng một sát na kia, trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ai cũng có thể cảm nhận được Tu La Tổ Ma trên người phẫn nộ. Thật lâu, Tu La Tổ Ma ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Mẫu, thản nhiên nói, việc này đến đây thì thôi, dưa hái xanh không ngọt, loạn thế tiến đến, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a. Thiếp thân cáo lui, Huyền Mẫu khẽ khom người, mang theo tử nữ nhanh chóng rời đi. Cường thế bá đạo như nàng, ở trước mặt Tu La Tổ Ma, lại là liền cái rắm cũng không dám thả một cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tu La Tổ Ma cường đại. Lão Tổ Thần Uy. Không biết là ai một tiếng hét to, những người khác cũng đi theo hô to lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Tu La tộc loại kia vạn chúng đồng lòng khí thế, thái cổ Tu La tộc như vậy cường đại, cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ lớn lao. Tự giải quyết cho tốt, Tu La Tổ Ma nhìn thần đạo một cái, bỗng tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm vốn định hỏi thăm Tu La Tổ Ma một ít chuyện, có thể nghĩ đến bản thân thực lực. Đoán chừng Tu La Tổ Ma liền nhìn đều chẳng muốn nhìn bản thân một cái a. Bản thân nếu là như vậy xông đi lên, đoán chừng còn chưa tới gần Tu La Tổ Ma,
liền có thể bị mặt khác tu la tộc tu sĩ liên thủ đánh giết. Đương nhiên, hắn nếu như trở thành diện mục thật sự, cái kia có lẽ dám giết hắn người, cũng không có mấy cái. Không chung, thần đạo có chút thất vọng mất mát, hướng về phía tu la tổ ma rời đi phương hướng xá một cái thật sâu. Hôm nay, nếu như tu la tổ ma không hiện thân, hắn thần đạo hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí thần gia cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Bất quá hắn cũng biết, lão tổ trước mặt nhiều người như vậy lần nữa hỏi thăm hắn phải chăng bái sư vấn đề, cũng là nghĩ rũ sạch quan hệ với hắn, từ nay về sau, không cho phép ngươi mang theo ta thanh danh tại ngoại bừa bãi. Nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn đến, chính tay nghe được, cho dù hắn thần đạo muốn lợi dụng tu la lão tổ thanh danh, vậy cũng lại cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, thần đạo cũng cho tới bây giờ không nghĩ lợi dụng tu la lão tổ thanh danh làm sằng làm bậy. Từ hôm nay, thần đạo thoát ly thần gia, cùng thần gia lại không bất luận cái gì liên quan. Thần đạo đột nhiên cao giọng hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người xôn xao, cửu thiên huyền các sự tình không phải giải quyết sao, hơn nữa còn là tu la lão tổ ra trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cửu thiên huyền các tìm thần gia phiền phức sao? Đám người không biết thần đạo là có ý gì, theo lý thuyết, thần đạo không cần thiết rũ sạch cùng thần gia quan hệ. Nhưng mà, thần đạo thanh âm vang lên lần nữa, từ hôm nay, thế gian lại không thần đạo, chỉ có, thần vô tận. Liền danh tự đều đổi. Đám người âm thầm lắc đầu, thần đạo thật sự chính là muốn cùng thần gia rũ sạch bất kỳ quan hệ gì a, mà không phải mặt ngoài nói một chút. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại cải danh tự đây? Đoán chừng hắn cửu nhân không chỉ cửu thiên huyền các, vì không liên lụy thần gia, chỉ có thể làm như vậy. Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, liền lão tổ thu hắn làm đồ, đều muốn cự tuyệt, bằng không, thế gian còn có ai có thể làm gì được hắn. Ta liền nghĩ không hiểu, cao ngạo cùng bái lão tổ vi sư, có xung đột sao? Đám người ngươi một lời, ta một câu, có ít người bội phục thần đạo làm người, nhưng mà có ít người lại cảm thấy thần đạo rất ngu ngốc. Có đùi không ôm, quả thực là muốn tự mình một người chống đỡ, đây quả thực là đồ đần hành vi. Đám người không phát hiện là, làm thần đạo nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên như bị sét đánh, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, thật lâu thất thần. Thần vô tận, thần đạo chính là thần vô tận, Tiêu Phàm nguyên bản còn đang suy nghĩ, thần đạo đoán chừng là thần vô tận tiên tổ cái gì, cho nên hai người lớn lên có chút tương tự. Dù sao, Tiêu Phàm làm sao cũng không cho rằng, thần vô tận chính là thái cổ thời kỳ nhân vật, tối đa cũng chỉ là thượng cổ thời kỳ cuối người mà thôi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần vô tận lại chính là thần đạo, chẳng qua là thần đạo sửa một cái tên. Thần đạo, chính là sư tôn. Tiêu Phàm đầu có chút chuyển đầu không được, không tự chủ được nhìn bên cạnh Tử Vũ một cái, nói như vậy, gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là Tử Vũ thần vương. Hậu thế bản thân nhìn thấy thần vô tận cùng Tử Vũ thần vương, khả năng chính là hai người hóa thân mà thôi. Thần vô tận, tên rất hay. Tử Vũ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn thấy trời cao thần vô tận hướng về thần đạo cổ thành bên ngoài bay đi, hắn không khỏi nhíu mày, một lần này phiền toái, thần đạo bản thân bị trọng thương, cửu nhân của hắn, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Ngay sau đó, hắn lôi kéo bên cạnh Tiêu Phàm, nói, huynh đài, nếu không chúng ta cùng đi lên xem một chút. Thần đạo, không, chuẩn xác mà nói là thần vô tận, dứt khoát rời đi tu la thần thành. Tu la tổ ma đã rũ sạch cùng hắn liên quan, hắn cũng không muốn liên lụy thần gia, dứt khoát đoạn tuyệt cùng thần gia quan hệ, sửa danh tự, một người rời đi. Trong bóng tối có không ít tu sĩ theo đuôi hắn, có người trắng trợn cùng ở sau lưng hắn, tùy thời đều có thể sẽ đối thần vô tận động thủ. Tiêu Phàm bị Tử Vũ lôi kéo đi theo, hắn nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, đây cũng không phải là bản thân ý nguyện a. Bất quá nếu đã tới, Tiêu Phàm cũng không định lãng phí cơ hội này, trong bóng tối cho Tử Vũ truyền âm nói, Tử Vũ huynh, cái kia thiên nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao ta nghe lão tổ lời nói, giống như rất cừu thị bọn hắn bộ dáng. Tử Vũ lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ, nói tiểu tử ngươi có phải hay không bế quan đem đầu bế ngốc? Việc này ngươi đều không biết. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lại là oán thầm, ta muốn biết, vậy ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ cần biết rõ, về sau nhìn thấy thiên nhân tộc, làm chết là được rồi. Tử Vũ cắn răng phẫn hận nói. Nói một chút cụ thể vì sao?
Tiêu Phàm mặt dạn mày dày hỏi. Khinh bỉ liền khinh bỉ a, chỉ cần có thể biết rõ ràng nguyên do trong đó, cái kia cũng không cái gì. Tử Vũ có chút không kiên nhẫn giải thích nói, thế gian chủng tộc, kỳ thật đại khái chia làm bốn loại, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng thiên nhân tộc. Quỷ tộc đây, Tiêu Phàm chen lời nói. Quỷ tộc cũng thuộc về yêu tộc, người trước hãy nghe ta nói hết. Tử Vũ chừng Tiêu Phàm một cái, tiếp tục nói, nguyên bản nhân tộc, yêu tộc cùng thiên nhân tộc cùng nhau đối kháng ma tộc, đây là toàn bộ sinh linh chung nhận thức. Nhưng mà, hàng vạn năm trước, thiên nhân tộc đột nhiên tập mở ra một chỗ tịnh thổ, tập thể rời đi thái cổ thần giới, phản bội cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Những năm này, ma tộc xâm lấn, nhân tộc cùng yêu tộc toàn lực chống đối, có thể thiên nhân tộc nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn họ trang nghiêm quên, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc hủy diệt, ma tộc chiếm cứ thái cổ thần giới, cái tiếp theo liền đến phiên bọn họ, người nói bọn họ có hay không đáng giết. Tiêu Phàm nhanh chóng tiêu hóa Tử Vũ tin tức, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, thái cổ thần giới sinh linh chia làm những cái này chủng tộc. Nên giết a, Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời, Tử Vũ lại tiếp tục phẫn hận nói, nếu như thiên nhân tộc chỉ là đang tự mình mở ra ra tịnh thổ an tường sống sót, làm lấy bản thân mộng đẹp, cái kia cũng không cái gì. Dù sao, mỗi cái chủng tộc đều có bản thân sinh tồn chi đạo, bọn họ cho là mình có năng lực chống đối ma tộc, cái kia cũng không cái gì. Nhưng ai biết, bọn họ bây giờ rốt cuộc lại muốn trở lại thái cổ thần giới. Hơn nữa, bọn họ tự cho là đúng, cao cao tại thượng thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ chủ quản thái cổ thần giới, hiệu lệnh mặt khác sinh linh đối kháng ma tộc, đây quả thực là làm người khác là kẻ ngu a. Nói như vậy, thiên nhân tộc xác thực đáng hận, Tiêu Phàm tán đồng gật đầu. Nguyên bản hắn cho rằng thiên nhân tộc chỉ là có được đặc thù huyết mạch chủng tộc mà thôi, hắn cũng không nghĩ đến. Thiên nhân tộc dĩ nhiên là một cái đại chủng tộc. Liền tựa như nhân tộc một dạng, có được tu la tộc, chiến tộc, linh tộc, hồn tộc đủ loại tiểu tộc quần. Đồng dạng, yêu tộc cũng có được đủ loại tiểu tộc quần. Hiện tại xem ra, thiên nhân tộc xa so với tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên, Tử Vũ lại khẽ cắn môi, thật lâu đều không thể bình tĩnh, nói, hơn nữa đáng hận nhất là, thiên nhân tộc có thể tính cả thiên tâm. Có thể cảm giác thiên địa đại sự, thậm chí dự đoán tương lai. Thiên nhân tộc đều có thực lực này sao? Tiêu Phàm đã sớm biết thiên nhân tộc có loại này năng lực, có thể đây chẳng qua là cực hạn với thiên nhân tộc chỉ là 10 điểm thưa thất tộc đàn. Dù sao, hắn thấy qua thiên nhân tộc, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, nếu như thiên nhân tộc chính là một cái đại tộc nhóm, có được hàng ức tu sĩ, vậy thì có chút đáng sợ. Thậm chí, so dị ma còn muốn đáng sợ, trên lý luận đều có thể, bất quá chính thức có được loại năng lực này, cũng chỉ có thuần chính nhất thiên nhân tộc huyết mạch. Tử Vũ giải thích một câu, nhìn thấy Tiêu Phàm còn chuẩn bị hỏi cái gì, hắn vội vàng ngắt lời nói, thần đạo ngay ở phía trước, chúng ta chậm rãi tới gần. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, về sau tìm cơ hội lại hỏi thăm. Tạm thời mà nói, thiên nhân tộc tin tức. Đối Tiêu Phàm trùng kích rất lớn, Vân Phán Nhi cũng là thiên nhân tộc, hơn nữa còn nghĩ đến giết bản thân. Điểm này Tiêu Phàm vẫn không có biết rõ rất thô, Vân Phán Nhi vì sao sẽ đối tự mình động thủ. Có lẽ, cùng thiên nhân tộc thấy được một ít tương lai có quan hệ rất lớn. Oanh, phía trước truyền đến từng tiếng nổ vang, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, ngăn cản thần vô tận đường đi, đem thần vô tận vây ở trung ương. Mênh mông năng lượng ba động không chút kiêng kỵ quét sạch bốn phương tám hướng, từng tòa sơn phong sụp đổ, cự thạch quay cuồng. Thần vô tận một cái tay che ngực, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hiển nhiên, lúc trước hắn bị huyền mẫu cùng tử nữ tổn thương không nhẹ. Thần đạo, người làm tốt bị giết giác ngộ sao? Ngu xuẩn, vậy mà từ bỏ trở thành Tu La lão tổ đồ đệ cơ hội thật tốt, chỉ vì mình cái kia tự cho là đúng ngạo khí, hôm nay, nhìn ngươi chết như thế nào? Thần đạo, trước kia không dám giết ngươi, là xem ở Tu La lão tổ phân thượng, ngươi cho rằng ngươi đắc tội người còn thiếu sao? Cái gì thần đạo, người ta không phải sửa tên thần vô tận sao? Bất quá, vô luận ngươi sửa tên là gì, hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bốn phía vây giết thần vô tận tu sĩ ngươi một lời ta một câu, đều là ý chào phúng. Giờ phút này thần vô tận khí tức trên thân suy yếu tới cực điểm,
thậm chí còn không bằng trước đó thượng phẩm nguyên tôn tu vi, giờ phút này, hắn có thể đủ phát huy thực lực, đoán chừng cũng chỉ có thể so với hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Phải biết, hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là thiên tôn A, có thể nghĩ hắn bây giờ thương thế. Những người này thật là buồn nôn, trước đó một cái cũng không dám báo thù, hiện tại thừa dịp thần đạo thụ thương, vậy mà nghĩ đến đánh lén. Tử Vũ khinh bỉ quét phây giết thần vô tận người một cái. Ngươi là tới bảo vệ hắn. Tiêu Phàm quái dị nhìn Tử Vũ một cái. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, có thể bảo hộ được ai? Tử Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn, bất quá, ta cảm thấy dạng người như hắn, không nên chết ở chỗ này. Tiêu Phàm rất tán thành, thần vô tận không bái Tu La Tổ Ma vi sư, cũng chỉ là không muốn ỷ vào Tu La Tổ Ma mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này thần đạo, vô cùng có khả năng thực sự là bản thân sư tôn thần vô tận. Đã như vậy, cái kia Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn thần vô tận chết đây? Tốt nhất đừng xuất thủ, đây thật là cải biến lịch sử, đại giới ta khả năng không chịu đựng nổi. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, hắn cũng không cho rằng mình có thể cứu một cái thiên tôn cảnh nhân vật. Nhìn qua xa xa chiến đấu, Tử Vũ đột nhiên cau mày, không đúng rồi, thần đạo coi như bản thân bị trọng thương, đó cũng là thiên tôn cảnh nội tình, chẳng lẽ là hắn thi triển bí pháp gì, thiên tôn cảnh tu vi là giả. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Thần đạo bây giờ thương thế cũng không hề tưởng tượng nặng, nhưng hắn bây giờ lại liền một đám nguyên tôn cảnh cũng không là đối thủ. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không được bao lâu liền phải chết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lâm vào trong do dự, bản thân, cứu hay là không cứu đây? Tiêu Phàm do dự thời khắc, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, mình nếu là không cứu thần vô tận, vạn nhất trước mắt thần vô tận, chính là mình đời sau sư tôn đây. Thần vô tận nếu là chết ở chỗ này, vậy mình còn có thể được vô tận chiến huyết sao? Không vô tận chiến huyết cùng vô tận chiến điển, vậy mình cũng chưa chắc có thể đạt tới hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, điểm này là không cho phép phủ định. Kể từ đó, bản thân nhất định phải cứu thần vô tận, hơn nữa, cái này vô cùng có khả năng chính là đã từng phát sinh qua sự tình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút buồn bực. Mình bị thần vô tận đưa đến Thái Cổ, sau đó cứu hắn. Nhưng đời sau thần vô tận, lại làm sao có thể biết rõ chính hắn sẽ có bây giờ kiếp nạn đây? Trên thực tế, hiện tại mới là quá khứ lịch sử a. Làm sao hiện tại cảm giác lịch sử mới là về sau phát sinh sự tình? Thời không bản nguyên, huyền diệu nhất, đến cùng ai là nhân, ai mới là quả? Tiêu Phàm có chút mê mang. Bất quá, có một chút hắn biết rõ, bản thân nhất định phải cứu đi thần vô tận. Bằng không đời sau một ít chuyện khả năng đều sẽ không phát sinh, thậm chí không có mình bây giờ. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, không phải mình không muốn ra tay, liền có thể không ra tay, có một số việc, đã định trước chính hắn sẽ ra tay. Nếu như đem chuyện này xem như chuyện phát sinh qua đến phân tích mà nói, cái kia chỉ có hắn Tiêu Phàm xuất thủ, mới có đời sau tất cả phát sinh. Tử Vũ, người trước rời đi, đến ngoài vạn dặm, liền có thể thôi động thứ này. Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống ngọc bàn cho một bên Tử Vũ. Tử Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nói, ngươi là trận pháp sư. Còn không mau đi, chờ chút thần vô tận liền chết. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là thấp giọng quát nói. Tử Vũ nơi nào còn dám do dự, đành phải đem tất cả nghi hoặc giấu ở trong lòng, sau đó hóa thành một vệt sáng bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, sau đó xòe bàn tay ra, trong tay lập tức hiện ra một chuôi tử huyết sắc yêu dị trường kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ mà ra. Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên người thần vô tận, từng đạo kiếm khí nổi giận chém mà ra, vây công thần vô tận thân ảnh toàn bộ lui lại. Ngươi là ai? Dám cứu thần đạo, muốn chết sao? Cút ngay! Bằng không lão tử liền ngươi giết cả cụm. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, coi như thêm một cái, cũng mới hai người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, tùy tiện cũng có thể diệt hắn. Từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mọi người sát khí trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Bọn họ không chỉ có muốn giết thần vô tận, ngay cả Tiêu Phàm cũng không định bỏ qua. Các hạ nên rời đi trước, không cần phải để ý đến ta. Thần vô tận nhìn thấy có người vậy mà xuất thủ cứu hắn,
cảm kích sau khi, lại có chút bận tâm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng lại là phiền muộn hết sức. Ta cũng không muốn cứu ngươi a, có thể ngươi nha vì sao muốn cải danh tự đây? Nếu như không phải ngươi cải mệnh gọi là thần vô tận, tiểu gia bất kể ngươi sống chết. Nhưng ngươi bây giờ gọi làm thần vô tận, ta không cứu ngươi đều không được a. Đi mau, không cần phải để ý đến ta. Thần vô tận nhìn thấy đánh tới người càng ngày càng nhiều, càng thêm lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Hai người bọn họ, ứng phó một đám nguyên tôn cảnh vẫn được, có thể hiện tại xuất thủ còn có hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả a. Nếu như trước đó, hắn ngược lại không sợ pháp tôn cảnh, nhưng bây giờ, hắn liền phổ thông trung phẩm nguyên tôn cũng không là đối thủ. Sát lục, đồ tể trường, Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi lạnh lẽo, vô cùng vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm bỗng từ bên cạnh hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Từng tiếng kêu thảm vang lên, không ít nguyên tôn cảnh tu sĩ bị kiếm khí chém trúng, máu tươi vẩy ra. Trong đó hai cái hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả cũng bị thương nhẹ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh cho làm bị thương. Tiêu Phàm nhưng không có cùng đám người run rẩy ý tứ, hắn lách mình liền xuất hiện ở thần vô tận một bên, không chút do dự thúc giục truyền tống ngọc bàn. Chỉ một thoáng, một đạo truyền tống quang môn hiện lên, Tiêu Phàm lôi kéo trọng thương thần vô tận, không chút do dự bước vào. Đáng chết, để bọn hắn chạy, truy, cứu thần đạo người kia, lại còn là một cái trận pháp sư. Bốn phía tu sĩ xuống lại là không phát hiện Tiêu Phàm cùng thần vô tận tung tích, đám người trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá lại không có buông tha bọn hắn tính toán. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo thần vô tận xuất hiện ở ngoài vạn dặm, Tử Vũ nhìn thấy hai người từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, vẻ mặt kinh hãi. Còn lo lắng cái gì, đi. Tiêu Phàm ở Tử Vũ trên lưng vỗ một cái, sau đó thu liễm khí tức, cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Thần vô tận cùng Tử Vũ nhìn nhau, cũng liền bận bịu đi theo, thẳng đến mấy canh giờ về sau, bọn họ sau khi thấy được phương không có người theo kịp, lúc này mới dừng lại. Tạ hai vị huynh đài xuất thủ cứu giúp, thần vô tận sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tiêu Phàm hai người chắp tay một cái nói. Hắn vốn cho là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, lại còn sẽ có người cứu hắn. Ta không có làm cái gì, là hắn cứu ngươi. Tử Vũ khoát tay một cái nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì a? Làm sao bây giờ còn mang theo cái mặt nạ? Tiêu Phàm gỡ xuống mặt nạ, hắn chỉ là không muốn bị những người khác nhớ thương mà thôi, bây giờ chỗ này chỉ có Tử Vũ cùng thần vô tận, hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh, thần vô tận cũng không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là nói ra một cái tên Táng. Táng, Tử Vũ thanh âm đều bén nhọn thêm vài phần, làm sao còn có gọi cái tên này. Chính là dòng họ cũng rất ít a, ta nói tiểu tử ngươi sẽ không cố ý ẩn tàng tính danh a. Tiêu Phàm không nói, bất quá trong lòng lại là xem thường, gia hỏa này nếu thật là Tử Vũ thần vương mà nói, vậy bây giờ mà nói cũng quá là nhiều a. Phải biết, Tử Vũ thần vương cũng không có có nhiều như vậy mà nói. Vị huynh đài này đây, thần vô tận lại hỏi. Ta gọi Tử Vũ, tương lai nhưng là muốn trở thành tu la lão tổ một dạng nam nhân. Tử Vũ ngẩng đầu ngạo nghễ nói, đúng rồi, ta là gọi ngươi thần đạo, hay là thần vô tận. Thần vô tận a, trước kia tất cả cùng ta lại không bất kỳ quan hệ gì. Thần vô tận có chút thương cảm, vừa nhìn về phía Tử Vũ cùng Tiêu Phàm hai người, nói. Bên trong cơ thể ngươi tu la tộc huyết mạch quá mỏng manh, gần như không có, ngược lại là Táng huynh, tu la huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc, thậm chí còn ở trên ta. Làm sao sẽ, Tử Vũ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là tu la tộc. Ta nói qua ta không phải sao, Tiêu Phàm nhún nhún vai, không nhìn thẳng Tử Vũ, hắn nội tâm Tử Vũ thần vương hình tượng đã triệt để sụp đổ. Tử Vũ bĩu môi. Sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên Táng, vô tận huynh, các ngươi nhìn, chúng ta quen biết chính là có duyên, nếu không chúng ta kết làm huynh đệ. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút không đứng vững. Ngươi nha để ta và các ngươi kết làm khác phái huynh đệ. Ngươi Tử Vũ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt thần vô tận là ta sư tôn a, ta nếu đáp ứng, chẳng phải là loạn xáo. Tốt, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, thần vô tận 10 điểm vui sướng đáp ứng. Hơn nữa quỳ xuống.
Tiêu Phàm tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn rất phiền muộn, bản thân vậy mà vô duyên vô cớ trở thành thần vô tận cùng Tử Vũ đại ca. Không sai, Tiêu Phàm xếp hạng lão đại, thần vô tận đệ nhị, Tử Vũ lão út. Dù cho Tiêu Phàm tu vi thấp nhất, nhưng hắn tuổi tác to lớn nhất, điểm này, để Tiêu Phàm có chút mặt dày. Bản thân tốt xấu cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể cùng thái cổ thời kỳ thiên tài so sánh, lại là lộ ra quá yếu. Bất quá ba người vẫn là bái hoàng thiên hậu thổ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tất cả những thứ này, để Tiêu Phàm giống như mộng ảo, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt hắn hơi say, nghĩ đến thần vô tận là mình sư tôn, Tiêu Phàm liền có chút xấu hổ. Không đúng, ta bây giờ là táng, có ngượng ngùng gì, nói không chừng bọn họ võ đạo chi lộ, vẫn là ta chỉ điểm bọn họ đây. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, bản thân vô tận chiến huyết, còn có tu la truyền thừa, thậm chí tu la kiếm, có phải hay không đều là mình giao cho thần vô tận đây? Còn có tu la cửu biến, có phải hay không cũng là bản thân cố ý lưu cho mình đây? Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu, đám người kia lúc nào cũng có thể đuổi theo. Tử Vũ nhìn qua nơi xa, thần sắc hết sức ngưng trọng. Ta đắc tội cửu gia tương đối nhiều, hai vị huynh đệ nếu không trước đi, tìm địa phương tránh một chút. Thần vô tận yếu ớt nói, hắn hiện tại vẫn như cũ tương đối suy yếu. Nếu như hắn là chân chính thiên tôn thực lực, há lại sẽ sợ những người này truy sát. Vô tận, Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm còn sẽ có kiêng kỵ, sẽ không như thế không duyên cớ hỏi ra. Nhưng là bây giờ tất nhiên tất cả mọi người là huynh đệ, hắn cũng không có kiêng kỵ. Ta đúng là pháp tôn cảnh tu vi, nhưng chỉ là thượng phẩm pháp tôn mà thôi, chỉ thấy trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn, là ta dung hợp hai loại bản nguyên chi lực. Thần vô tận như thực nói ra. Dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thần vô tận, có chút không thể tin hỏi, hai loại không giống nhau bản nguyên chi lực thật có thể dung hợp sao? Đương nhiên có thể. Thần vô tận cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, bằng không, ngươi nói lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, cùng lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực khác nhau ở chỗ nào? Nếu như chỉ là bản nguyên chi lực số lượng khác nhau, vậy vì sao không cố gắng đột phá cảnh giới càng cao hơn, kể từ đó, cảnh giới cao đơn nhất bản nguyên không phải cũng có thể tùy ý nghiền ép cảnh giới thấp nhiều bản nguyên sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lại hỏi, nhiều loại bản nguyên chi lực dung hợp sẽ vượt qua lúc đầu cảnh giới sao? Cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào. Thần vô tận lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, bất quá, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần. Liền tựa như ta, hai loại bản nguyên chi lực dung hợp, chiến lực tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà nếu như ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, chiến lực lần thứ hai tăng gấp đôi, đương nhiên, càng về sau, trên lý luận cũng là càng mạnh. Nhưng dung hợp lại càng thêm khó khăn, ba loại nên tính là cực hạn. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, bản thân chẳng phải có được ba loại bản nguyên chi lực sao? Chỉ là cho tới nay, hắn đều là tách ra lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, mặc dù có dung hợp ý nghĩ, nhưng không có chân chính đi thử qua. Nếu như mình dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, chẳng phải là chiến lực tương đương với thượng phẩm nguyên tôn, hơn nữa bản thân nguyên bản nguyên chi lực xa so với người bình thường cường đại. Chẳng phải là có thể so với trung phẩm pháp tôn. Kể từ đó, vậy mình một khi thành công dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép trung phẩm pháp tôn, dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Phải biết, hắn bây giờ còn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Cứ như vậy tính toán, một khi đột phá trung phẩm nguyên tôn, dung hợp ba loại bản nguyên chi lực về sau, chẳng phải là có thể cùng thiên tôn một trận chiến. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy vô cùng kích động, đối với dung hợp bản nguyên chi lực, hắn vô cùng chờ mong. Hắn không biết là, cảnh giới tăng lên chiến lực, cũng không phải là đơn giản bản nguyên chi lực chồng. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, dung hợp bản nguyên chi lực không phải một sớm một chiều có thể làm được, huống chi hắn vẫn là ít có ba loại bản nguyên chi lực. Ngay cả thần vô tận loại này thiên kiêu, cũng mới dung hợp hai loại bản nguyên chi lực mà thôi. Hắn nghĩ muốn dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, ai biết ngày tháng năm nào. Về phần dung hợp bốn loại bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ,
trên đời này cũng không người có thể làm đến. Đúng rồi, dung hợp bản nguyên chi lực về sau, thân thể sẽ rất suy yếu sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Vô Tận bộ dáng, lại có chút lo lắng nói. Đương nhiên, dung hợp bản nguyên chi lực, đối tự thân bản nguyên chi lực cùng tâm thần tiêu hao rất nhiều, trừ phi có thể nhanh chóng khôi phục bản nguyên chi lực, bằng không, không phải địch nhân chết, chính là mình chết. Thần Vô Tận gật gật đầu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lại có chút muốn cười. Khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực, người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng hắn có thể làm đến a. Trong tay hắn thế nhưng là có vô số thần đan đây. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm chuẩn bị từ trong càn khôn giới lấy ra thần đan thời khắc, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Ta ngược lại thật ra quên, bước vào thời không chi hà nhánh sông một sát na kia lên, trừ bỏ tu la kiếm, mặt khác tất cả mọi thứ không dùng đến. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Hắn cũng biết vì sao không cách nào sử dụng càn khôn giới, đó là bởi vì hiện tại cái kia càn khôn giới còn chưa sinh ra, bên trong đan dược cũng còn chưa xuất hiện. Mặt khác, chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu cũng biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vì trong thế giới này, cũng tồn tại hai thứ đồ này. Thái cổ thời kỳ, hai kiện này lịch cổ chí bảo, không thuộc về hắn Tiêu Phàm, mà là thuộc về những người khác. Về phần tu la kiếm vì sao có thể sử dụng, điểm này Tiêu Phàm không thể nào hiểu được, có thể là bởi vì tu la kiếm bị hắn triệt để luyện hóa, đạt đến nhân kiếm hợp nhất nguyên nhân. Có lẽ, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tu la kiếm vốn liền tồn ở chỗ này thời không. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục chiến lực chúng ta lại đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, một khi Thần Vô Tận khôi phục thượng phẩm pháp tôn cảnh, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ. Bất quá Tiêu Phàm nội tâm lại là nghĩ đến một chuyện khác, tất nhiên tương lai đồ vật, không cách nào đưa vào bây giờ thời không. Dù sao, bây giờ thời không chính là lịch sử. Nhưng là, nếu như đem lịch sử tồn tại đồ vật, mai táng ở một chỗ nào đó, tương lai chính mình phải chăng có thể có được đây? Hẳn là có thể, bách sát chiến trường bên trong chính ta hóa thân lưu lại thần huyết, cùng tu la cửu biến, hẳn là ta lưu lại. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Mặt khác, còn có Thần Vô Tận lưu lại truyền thừa, cùng thời không tinh xa, có phải hay không cũng là bản thân an bài đây? Nếu như không có bản thân an bài, vậy mình lại có hay không sẽ trở lại tương lai, phát sinh bây giờ tất cả những thứ này? Tiêu Phàm cảm giác đây là một cái nghịch lý, bất quá hắn sợ cải biến lịch sử, cảm thấy vẫn là muốn đem chuyện này cùng Thần Vô Tận nói một chút, để phòng bất trắc. Không đúng, vừa rồi ta cảm giác quên một việc, làm sao đều không nhớ nổi. Tiêu Phàm một bàn tay đập vào cái trán, lắc lư một cái đầu. Hắn nhưng là có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh a, tại sao sẽ đột nhiên nhớ không nổi một chuyện đây? Mặc kệ, trước dung hợp bản nguyên chi lực lại nói. Tiêu Phàm cũng không để ý, hiện tại tạm thời vẫn còn an toàn, hắn cũng rất muốn biết, bản thân ba loại bản nguyên chi lực dung hợp về sau uy lực sẽ như thế nào. Tiêu Phàm ở tương lai đến thái cổ trước đó, còn thật không biết bản nguyên chi lực là có thể dung hợp, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán qua mà thôi. Bằng không, lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên chi lực người, ở cảnh giới cao trước mặt, căn bản không có quá nhiều ưu thế, hoàn toàn không cần thiết đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, chậm trễ cảnh giới hắn tăng lên. Nghĩ hắn loại này, có thể vượt giai chiến đấu, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Dù sao, hắn bản nguyên chi lực, đã đạt đến pháp tôn cảnh giới hạn. Tiến vào trước khi bế quan, Tiêu Phàm ở bốn phía bố trí không ít trận pháp, bọn họ hiện tại còn ở bị người đuổi giết, hắn cũng không muốn tu luyện thời điểm bị người quấy rầy. Chỉ bất quá, Thần Vô Tận tổn thương giống như tương đối nặng, hắn lại không có thần đan có thể cho Thần Vô Tận trị liệu, đoán chừng muốn một chút thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Đương nhiên, chỉ cần không có trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả truy sát, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho dù chính hắn, bây giờ cũng có cùng bình thường trung phẩm pháp tôn thực lực đánh một trận, không nói thắng được, nhưng chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm thể nội thế giới, sát lục bản nguyên chi lực cùng hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng một lần lại một lần nổ tung, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Xem ra, muốn dung hợp bản nguyên chi lực, xa so với ta tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng là mỹ hảo. Vốn cho rằng dung hợp hai loại bản nguyên chi lực,
dù cho đối mặt trung phẩm pháp tôn hắn cũng có mấy phần thắng. Nhưng mà, chân chính dung hợp thời điểm, Tiêu Phàm mới phát hiện hiện thực rất cốt cảm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nếu như có thể tùy tiện dung hợp bản nguyên chi lực, vậy thế gian yêu nghiệt cũng sẽ không như thế thiếu. Chớp mắt nửa tháng trôi qua thời gian, Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tận còn tốt, hai người tương đối buông lỏng. Nhưng mà, Tử Vũ lại là lo lắng không thôi, ngồi cũng không xong, đứng đấy cũng không phải. Rơi vào đường cùng, đành phải len lén rời đi Tiêu Phàm bọn họ nơi bế quan, tiến về Tu La Thần Thành hỏi dò một phen tin tức. Một ngày này, Tiêu Phàm cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, Tử Vũ cũng vừa lúc từ Tu La Thần Thành chạy về, trên mặt hiện lên nụ cười. Tử Vũ, người nhặt được bảo, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tử Vũ, Tử Vũ thần vương trong lòng hắn hình tượng đã sớm triệt để sụp đổ. Gia hỏa này, nhất định chính là một tên quỷ nhát gan. Hắn nghĩ không hiểu, Tử Vũ lúc trước nhìn thấy Thần Vô Tận bị vô số người vây giết, là dũng khí từ đâu tới muốn xuất thủ cứu giúp. So nhặt được bảo còn tốt hơn tin tức, người có muốn hay không nghe. Tử Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Thích nói, Tiêu Phàm lười nhác cùng Tử Vũ thừa nước đục thả câu. Tử Vũ thấy thế, vội vàng nói, ba ngày trước, lão tổ hạ tổ lệnh, tất cả Tu La tộc đều phải trong một tháng chạy về Tu La Thần Thành, hiện tại bắt đầu, chúng ta an toàn. Vì sao, Tiêu Phàm nhíu mày. Tu La tổ ma thực lực, chí ít cũng là thánh tổ cảnh. Trong thiên hạ cũng chưa có người có thể so sánh. Bây giờ hắn lại muốn triệu hồi tất cả Tu La tộc, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định gặp được đại phiền toái. Thậm chí, phiền toái lớn đạo liền Tu La tổ ma một thân một mình cũng không giải quyết được. Ma tộc đại bộ đội đột kích, sắp công phá giới vực. Tử Vũ nhún nhún vai nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn tự nhiên biết rõ giới vực là cái gì. Ở thái cổ thời kỳ, thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chống cự ma tộc, một chút đại năng thi triển đại thủ đoạn, đem thái cổ thần giới một phân thành hai. Ở thái cổ thần giới trung ương khu vực, có một đạo vượt qua thiên địa kết giới, trong kết giới, chính là một mảnh chiến trường. Lần trước Tiêu Phàm thời không chi hà nhánh sông bên trong rơi ra, chính là rơi vào bên trong chiến trường kia. Một khi ma tộc thật công phá giới vực, thái cổ thần giới chắc chắn gặp ma tộc tàn sát đẫm máu. Trước kia có thiên nhân tộc ở, cùng nhân tộc, yêu tộc liên thủ, tam tộc còn có thể chiếm thượng phong, ma tộc nào dám quy mô xâm lược. Nhưng mà, từ khi thiên nhân tộc rời khỏi đồng minh, rời đi thái cổ thần giới, thế cục rất nhanh nghịch chuyển. Bây giờ, ma tộc càng là cả tộc xâm lấn, nhân tộc cùng yêu tộc một khi ngăn cản không nổi, hai tộc tu sĩ chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Khó trách đều đã qua nửa tháng thời gian, bọn họ cũng không người truy sát. Nguyên tới giết bọn hắn người đều đã bị triệu hồi đi. Đoán chừng không biết Tu La tộc như thế, mặt khác nhân tộc cùng yêu tộc cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Tử Vũ nụ cười, Tiêu Phàm rất muốn rút hắn một bàn tay. Chúng ta trở về, Thần Vô Tận chẳng biết lúc nào tỉnh lại, con người kiên định lạ thường. Lão nhị, người sẽ không phát sốt à? Tử Vũ đi đến Thần Vô Tận bên người, sờ lên đầu của hắn, nói chúng ta trở về. Bọn họ ước gì giết chết chúng ta còn trở về làm gì? Nhân tộc cùng yêu tộc nếu diệt, chúng ta chạy trốn được sao? Thần Vô Tận trầm giọng nói. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, hắn đương nhiên biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc không có hủy diệt, nhưng là, nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, hắn cũng không muốn nhúng tay thái cổ sự tình. Đại ca, người cũng không muốn trở về. Thần Vô Tận cau mày nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không diệt, các ngươi có thể không cần đi, các ngươi tin ta sao? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hai người gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, sau nửa ngày, Tử Vũ yếu ớt hỏi, đại ca, ngươi không phải là thiên nhân tộc à? Ta cùng với thiên nhân tộc không quan hệ. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói, đi thôi, chúng ta trở về, bất quá chờ ngươi vết thương lành lại nói. Tốt, Thần Vô Tận rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp xuống mấy tháng, Thần Vô Tận toàn lực chữa thương, Tiêu Phàm để Tử Vũ đi đổi lấy một chút dược liệu, Tiêu Phàm luyện chế ra một chút đan dược. Sau 3 tháng, Thần Vô Tận thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đại ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ là trận pháp sư, vẫn là luyện đan sư, phóng nhãn cửu thiên thập địa, luyện đan sư đều hết sức thưa thớt.
Tử Vũ vẻ mặt kính nể nói. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, hắn vốn muốn đem Tu La Cửu Biến truyền cho hai người, nhưng cuối cùng vẫn là do dự một chút. Dù sao, Tu La Cửu Biến thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng mới có thể tu luyện, vô cùng có khả năng chỉ có Tu La Tổ Ma sẽ. Nếu như để người ta biết Thần Vô Tận học xong Tu La Cửu Biến, khó tránh khỏi đưa tới phiền phức, hắn cũng không muốn hại Thần Vô Tận bọn họ. Đợi bọn hắn lặng yên trở lại Tu La Thần Thành thời khắc, Tu La Thần Thành đã gần như trở thành thành không, mấy người nhận được tin tức, Tu La tộc toàn tộc tiến về giới vực chiến trường. Không chỉ Tu La tộc, Kiếm Thần Cung, Yêu tộc cũng tất cả đều chạy tới giới vực chiến trường. Thái cổ đại kiếp, tiến đến. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không dự liệu được. Bất quá hắn biết rõ, sau trận chiến này, Thái cổ tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Sau trận chiến này, Yêu tổ sáng lập vạn cổ hung phần, mang theo Thái cổ 12 hung yên lặng, Kiếm Thần Cung triệt để hủy diệt, Tu La tộc gần như diệt tộc. Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lo lắng. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu lên ban đầu ở Trấn Thế Đồng Quan bên trong nhìn thấy một màn. Tu La tổ ma vợ con chết thảm, Trấn Thế Đồng Quan cũng bởi vậy trấn áp Thái cổ một đời. Thậm chí, chính hắn sở dĩ xuất hiện, 89/10 là bởi vì Tu La tổ ma. Đại ca, người đang suy nghĩ gì? Thần Vô Tận nhìn thấy Tiêu Phàm lo lắng dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, căn bản không thể thay đổi cái gì, đi thôi, đi giới vực chiến trường. Giới vực chiến trường, hôn thiên ám địa. Tiêu Phàm ba người đuổi tới thời khắc, bầu trời khắp nơi đều là huyết vũ, giống như máu nhuộm thế giới, hết sức huyết tinh. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, thảm liệt tới cực điểm. Thiên khung băng liệt, vô số hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, vô số tu sĩ ở hư không liệt phùng bên trong chiến đấu, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tiêu Phàm gặp qua không ít chiến tranh, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một giới chiến đấu, 10 điểm chấn nhiếp nhân tâm. Lấy giới vực làm dây, hai phiến màn sáng trung ương, khắp nơi đều là bóng người, bao trùm lên dài 10 triệu dặm. Tiêu Phàm ánh mắt, rơi vào trời cao một bóng người phía trên, dù cho nơi đó chỉ đứng đấy một người, cũng cực kỳ dễ thấy. Đó là một cái nam tử, áo bào đen bay phất phới, tóc dài tại hư không tung bay, thần uy cái thế. Hắn đứng chắp tay, vĩ đại không thể leo tới. Người này không phải người khác, chính là Tu La Tổ Ma. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Hiện tại chỉ là cấp thấp tu sĩ chiến đấu. Tu La Tổ Ma mắt lạnh nhìn chăm chú lên chiến trường. Không phải hắn không muốn tham gia, mà là hắn một khi tham gia, ma tộc cường giả cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, như thế nhân tộc cùng yêu tộc một phương, chỉ có thể chết thảm hại hơn. Ở Tu La Tổ Ma phía sau, còn đứng 10 đạo thân ảnh, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức, đều vô cùng cường đại. Tại những cái kia người trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác mình quá mức nhỏ bé, giống như bụi bặm. Tu La thập tử đều tới, Tử Vũ hết sức kinh hãi, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Tu La thập tử, Tiêu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi, 10 người này trên người tán phát khí tức, vậy mà so quân Bách Nhẫn đều phải cường đại hơn rất nhiều. Không, chuẩn xác mà nói, quân Bách Nhẫn hắn trước mặt đối phương, chỉ bất quá giống như tiểu hài. Thánh tổ sao, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, đây chính là Tu La tộc tột cùng nhất thực lực. Ngoại trừ Tu La Tổ Ma bên ngoài, còn có 10 đại thánh tổ, nhất tộc 11 tổ, đây là hạng gì nghịch thiên. Nhưng mà, dạng này thực lực, vẫn như cũ bại, cái này khiến Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng. Chủ yếu nhất là, nhân tộc còn có tốt mấy đại thế lực, trừ bỏ Tu La tộc bên ngoài, còn có Thiên Kiếm Thần Cung, Cửu U Quỷ Phủ, Vạn Yêu Tổ Đình. Những cái này thế lực, đều là không kém gì Tu La tộc. Dị ma thật mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm nói nhỏ, ma tộc rất mạnh, bọn họ có 12 đại đỉnh phong ma tổ, từng cái đều có thể so với lão tổ thần lực, mà bên ta, cũng vẻn vẹn chỉ có 6 người mà thôi. Thần Vô Tận hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía mấy cái khác phương hướng, nơi đó, cũng có một cỗ cuồn cuộn khí tức, tựa như không kém gì Tu La tổ ma bao nhiêu. Hắn biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc đầu này chiến tuyến. Không chỉ có Tu La Tổ Ma một người chấn thủ. Vẻn vẹn một mình hắn, cũng không khả năng chấn thủ được.
6 người nào? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Người đây đều không biết. Đại ca, người có phải hay không cái thời đại này người? Người không phải bế quan mấy chục năm, mà là bế quan mấy vạn năm a. Tử Vũ nhịn không được đả kích nói. Tiêu Phàm rất muốn nói, ta xác thực không phải cái thời đại này người, có thể lời này hắn không cách nào nói ra miệng. Cũng chính bởi vì hắn là người hậu thế, mới càng thêm biết rõ cỗ này lực lượng khủng bố. Tử Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm thật không rõ ràng, đành phải giải thích nói, trừ bỏ ta Tu La tộc lão tổ bên ngoài, còn có vạn yêu tổ đình yêu tổ, cửu u quỷ phủ quỷ chủ, thiên kiếm thần cung kiếm chủ, cùng thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân, những người này, đều có thể so với lão tổ thực lực. Tiêu Phàm rung động trong lòng, ngay sau đó lại nhíu mày, quỷ chủ tên kia có mạnh như vậy. Điểm này, Tiêu Phàm thực sự không nghĩ tới, quỷ chủ vậy mà cũng là thái cổ người. Chỉ là, hắn lúc trước không phải rất e ngại bản thân lão sư Bác lão sao? Điều này nói rõ, quỷ chủ thực lực cùng Bác lão hẳn không phải là một cái cấp độ mới đúng a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, thời không Thiên Châu chính là Bác lão đồ vật, cái kia Bác lão chẳng lẽ chính là thời không lão nhân? Điểm này Tiêu Phàm sớm đã lâu có phỏng đoán, nhưng không cách nào xác định. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã cơ bản xác định. Kể từ đó, thế hệ này 6 đại chí cường giả, bản thân chẳng phải là quen biết 3 người. Về phần yêu tổ, hắn cũng đã được nghe nói, chính là chưa thấy qua mà thôi. Ngược lại là thiên kiếm thần cung kiếm chủ, Tiêu Phàm thật đúng là không chút nghe nói qua, cho dù là thiên kiếm thần cung thế lực này, hắn cũng là từ Lâu Ngạo Thiên trong miệng biết được. Bây giờ xem ra, Lâu Ngạo Thiên hơn phân nửa cùng thiên kiếm thần cung có quan hệ. Quỷ chủ tên kia, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Tử Vũ hết sức kinh hãi. Trong thiên hạ, trừ bỏ mặt khác 5 đại chí cường giả, còn có ai dám xưng hô như vậy quỷ chủ? Ngay cả thần vô tận cũng hơi hơi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia thần sắc lạnh nhạt, tựa như đối quỷ chủ không thế nào quan tâm. Tiêu Phàm xác thực đối quỷ chủ không thế nào quan tâm, ai kêu ra hỏa này dám chiếm bản thân tiện nghi, thu lão bà hắn làm đồ đệ, làm hại hắn vô duyên vô cớ thấp bối phận. Đúng rồi, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân, bọn họ vì sao không có sáng tạo thế lực? Tiêu Phàm lại hỏi. Mặt khác 4 đại chí cường, nếu không phải là nhất tộc chi tổ, nếu không phải là đại thế lực chi tổ, ngược lại là thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân 2 người, làm sao lẻ loi một mình đây? Đại ca, người cũng chớ xem thường thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân. Tử Vũ thần sắc nghiêm lại. Trong mắt đều là vẻ chính trọng, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy bất bại, liền là bởi vì bọn hắn 2 người, bằng không, thái cổ thần giới đã sớm là ma tộc thiên hạ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Người có biết, thái cổ thần giới có 6 đại chí bảo, chính là ở tại bọn hắn 6 người trong tay. Tử Vũ vừa tiếp tục nói. 6 kiện nào chí bảo? Tiêu Phàm cố ý hỏi, kỳ thật có mấy món chí bảo hắn đã đoán được. Tỷ như Chấn Thế Đồng Quan, tỷ như Thời Không Thiên Châu. Hắn trở lại thái cổ, 2 món chí bảo này đã biến mất, thậm chí hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đều không thấy, hơn phân nửa là về tới Tu La Tổ Ma cùng Thời Không Lão Nhân trong tay. Lão Tổ chấp trưởng Chấn Thế Đồng Quan, danh liệt đệ tam. Tử Vũ vẻ mặt ngạo nghễ nói, trừ cái đó ra, quỷ chủ chấp trưởng Chấn Ngục Thiên Bia, danh liệt đệ lục, yêu tổ chấp trưởng Luyện Yêu Tổ Hồ, danh liệt đệ ngũ. Thời không lão nhân chấp trưởng Thời Không Thiên Châu, danh liệt đệ tứ, luân hồi lão nhân chấp trưởng Luân Hồi Độ, danh liệt đệ nhị, kiếm chủ chấp trưởng Thái Cổ Thần Kiếm, danh liệt đệ nhất. Chấn Ngục Thiên Bia không phải đệ cửu sao? Tiêu Phàm có chút buồn bực. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc, nguyên lai Chấn Ngục Thiên Bia là quỷ chủ đồ vật, chỉ là về sau nát, Khương Thiếu Thiên nhặt được một chút mảnh vỡ, về sau bị Tu La kiếm cắn nuốt mất. Người từ nơi nào nghe đến? Ta cũng liền 6 kiện này đỉnh cấp chí bảo a. Tử Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì, bây giờ là thái cổ, 10 đại lịch cổ chí bảo xếp hạng, thế nhưng là lịch cổ xếp hạng. Hậu thế Chấn Ngục Thiên Bia xác thực chỉ xếp tại đệ cửu, thậm chí ngay cả Luyện Yêu Tổ Hồ, cũng chỉ là xếp tại đệ thất mà thôi. Xếp hạng đệ ngũ Bái Tướng Thần Đài, xếp hạng đệ lục Ma Thế Thiên Luân. Cùng xếp hạng đệ bát Vạn Long Đồ cùng xếp hạng thứ 10 Ngũ Phương Sát Ma Kỳ, đoán chừng đều là về sau sản phẩm. Ta nhớ sai, Tiêu Phàm tùy ý qua loa một câu lấy lệ.
nhưng trong lòng lại là lo lắng không thôi, mạnh mẽ như vậy thái cổ các cường giả đều thua, hậu thế thật là dị ma đối thủ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 207.